những cái kia sấm sét vốn là cáu kỉnh thêm hung mãnh, nhưng đã đến trong tay hắn nhưng đổi được vô cùng khôn khéo. Sấm sét ở hắn đầu ngón tay nhảy, cuồn cuộn như nước thủy triều, dị tượng hết sức kinh người. Hỗn độn lôi đế vốn là hồng mông mới sinh, khai thiên tích địa lúc liền tồn tại viễn cổ đế hoàng, hắn cùng cái này thế gian luồng thứ nhất sấm sét là cùng lúc sinh ra, đối với cái này thế gian mọi thứ sấm sét có tuyệt đối lực uy hiếp. Chợt hắn linh hồn đột biến, tản mát ra đen thui ánh sáng đen, bàn tay bỗng nhiên chống đỡ lớn, kinh khủng linh hồn hơi thở bốn tản ra, mỗi một ngón tay cũng giống như thủy thiên dực, chấn nhiếp thần hồn. Diệp Thần tựa hồ là nhìn thấu thủ đoạn như vậy, không khỏi thấp thì thầm, giữa trưởng càn khôn. Làm một người tu sĩ tu luyện đến như vậy tầng thứ, thân xác hoặc là thần hồn, thì không chỉ có giới hạn với mình tu luyện pháp môn, mà là có thể diễn hóa vạn vật thần thông, tạo thành càng cường đại hơn công pháp. Hỗn độn lôi đế bàn tay ầm ầm rơi xuống, mà hắn thu thập tới đây trên trăm đạo lôi đình toàn bộ luyện hóa, lại có thể biến thành một kiện sấm sét khôi giáp. Hắn lật tay ngay, sấm sét trên khôi giáp ánh sáng xanh lam lóe lên, sấm sét như chất lỏng vậy lưu động. Cái này một kiện sấm sét khôi giáp, có thể giúp đem người bộ phận hoang dại sấm sét triệt tiêu. Đổi thành là tinh thuần lôi lực, dung nhập vào ngươi trong thân thể. Hỗn độn lôi đế vừa nói, liền đem cái này cái khôi giáp đẩy tới Diệp Thần trước mặt. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần mặc cho cái này kiện sấm sét khôi giáp giống như nhuyễn trùng vậy chậm rãi nhúc nhích, đem mình thân thể bao vây. Khi cuối cùng một chút lôi quang leo lên Diệp Thần con ngươi sau đó, hắn cảm nhận được liền một hồi dịu dàng lực lượng. Ngươi tiếp theo phải làm, chính là đi khiêu khích những cái kia sấm sét. Đến khi ngươi chân chính luyện liền sấm sét thân thể, trở thành lôi tu, những cái kia sấm sét sấm chớp mưa bão liền sẽ dừng lại công kích. Hỗn độn lôi đế nhàn nhạt nói, sau đó hắn liền tiến vào luân hồi mộ địa trong đó. Diệp Thần nheo mắt lại, nhìn về bên kia, hắn nắm chặt quả đấm, cả người giống như mũi tên rời cung xông ra ngoài. Vậy hàng ngàn hàng vạn sấm sét, giống như từng cái cuồng rắn, tụ tập ở chỗ này, qua loa bay lượt, mãnh liệt dâng trào. Mà đối mặt sấm chớp mưa bão khu vực, Diệp Thần nhỏ bé được như muối bỏ biển. Bất quá hắn trong mắt không có phân nửa lùi bước, ngược lại thiêu đốt hừng hực chiến ý. Lôi tu thân thể mà thôi, hôm nay liền bắt vào tay. Ngay tại Diệp Thần đứng ở lôi vực vùng lân cận ngắm nhìn lúc đó, chỗ kia ở trong đó tu luyện mấy tên lôi tu vậy phát hiện Diệp Thần. Các ngươi mau xem, thằng ngốc kia kiếm tu lại tới. Một tên trẻ tuổi lôi tu mở hai mắt ra, cười nói. Âu, tên này thật là một lăng đầu xanh à, làm thật không sợ chết, bất quá hắn bây giờ thực lực vẫn còn quá yếu, nếu là đổi thành mạnh hơn nữa một chút người, chỉ cần đến gần, liền sẽ bị lôi vực phát hiện. Xem là được, người như vậy, hàng năm cũng đếm không hết, nhưng tuyệt không khả năng xông qua sấm chớp mưa bão. Các lôi tu bàn luận sôi nổi, còn có người đánh cuộc, Diệp Thần là dừng chân ngắm nhìn rồi sau đó rời đi, vẫn là sẽ một đầu đâm vào trong đó. Phần lớn người đều lựa chọn Diệp Thần sẽ rời đi, chỉ có một tên tu sĩ trẻ tuổi đặt Diệp Thần sẽ lại xông lôi vực. Trương Văn Ngọc, ngươi vì sao như vậy tin chắc thằng nhóc này sẽ tiến vào lôi vực? Tên kia là Trương Văn Ngọc tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu một cái, cười không nói. Hắn chỉ là muốn cho đối phương một ít lòng tin mà thôi, dù là đối phương không biết cũng không sao. Bởi vì hắn cũng là như vậy tới đây. Trở thành lôi tu có đơn giản như vậy sao? Không thể nào. Qua cái 10 năm lại tới đi, có lẽ còn có hy vọng. Diệp Thần cũng không có nghe được lôi vực bên trong, đám kia lôi tu đối thoại, hắn vậy không có hứng thú nghe, hiện tại hắn đã ném đi trong đầu tất cả nghĩ bậy, trước mắt chỉ còn lại có một phiến vô tận sấm chớp mưa bão. Hắn trong lòng chỉ có một cái tín niệm, trở thành lôi tu. Hắn con người đông lại một cái, đạp qua vậy cái sấm sét cảnh giới tuyến, chợt huy động Phật quang, một cái tát vỗ xuống. Một trưởng này đông lại luân hồi bá đạo lực lượng, thái thượng thiên ma thể nổi lên, đi đôi với cuồn cuộn mài quang nặng đánh rất xuống. Một phiến sấm sét đều bị ma khí quấy rối, nhất thời loạn thành một đoàn. Ma khí còn nghĩ mười mấy thúc sấm sét cho xé thành mảnh vỡ, nhất thời Diệp Thần trước mắt xuất hiện một phiến không khoát không gian. Những cái kia sấm sét tốc độ phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền gầm thét lao ra, rối rít đập về phía Diệp Thần. Toàn bộ lôi vực đều rối rít run rẩy, tiếng nổ bên tai không dứt, còn có nhiều hơn sấm sét cũng bị thức tỉnh. Sấm sét tới giữa đang phóng thích một cái tín hiệu. Có cường hãn người xâm lăng.
đang đứng ở trong đó tu luyện các lôi tu vậy rối rít xoay đầu lại, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta thanh tu sẽ bị quấy rối? Là vị nào đại thần lại đột phá sao? Không đúng, không phải đột phá, mà là có người muốn cưỡng ép xông vào lôi vực, khơi dậy lôi vực giận dữ. Nhiều ít năm không có xuất hiện qua như vậy tên điên cuồng, chẳng lẽ ở hắn vào trước khi tới, bên ngoài cũng chưa có người cảnh cáo sao? Ta đã cảnh cáo, tên kia là tên điên, căn bản không nghe. Có chút lôi tu vốn là không muốn để ý xem, nhưng là theo lôi vực bạo động càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ vậy bắt đầu cảm thấy bất an, vì vậy rối rít rút lui. Chừng hơn 10.000 tên lôi tu bị buộc thối lui ra lôi vực, đứng ở phía trước nhất, chính là mấy tên thực lực cường đại nhất lôi tu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một tên phát dầu bạc trắng mạnh mẽ lôi tu, mục tách ra sấm sét, phẫn nộ quát. Hắn là khu vực này thậm chí còn thiên lôi thần phong cũng vô cùng là cường đại lôi tu một trong, tầm thường lôi tu cũng không dám chọc hắn. Đối mặt hắn lửa giận, cơ hồ không có người dám lên tiếng, cuối cùng vẫn là áo bào xám người trung niên nhắm mắt đứng ra, đơn giản kể chuyện đi qua. Một tên kiếm tu, ông già râu tóc bạc trắng nhìn về phía lôi vực, cau mày. Vậy phiến lôi gặp tựa như đụng phải liền nghiêm khắc đánh vào, rất nhiều ở vào trạng thái yên lặng sấm sét cũng bị kích hoạt, thả ra bất hủ lực lượng. Diệp thần sau khi đi vào, giống như là thọc cái tổ ong vào vẽ, sinh ra dây chuyền hiệu quả, dẫn phát kịch liệt hỗn loạn. Tên kia, thật sự là điên rồi. Có lôi tu không khỏi chép miệng xúc động. Ở bọn họ xem ra Diệp thần là chết chắc, chỉ cần hắn ở lôi vực trong đó chết, sấm chớp mưa bão không cách nào phát hiện mới mục tiêu công kích, liền sẽ lần nữa xu hướng tại bình tĩnh. Nhưng bọn họ đợi nửa nén hương thời gian, vẫn không có thấy lôi vực bên trong sấm chớp mưa bão dừng lại, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Liền bọn họ cũng không nhịn được phỏng đoán, tiến vào trong đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Áo bào xám người trung niên cũng là suy nghĩ mãi không xong, nhưng là hắn thật giống như tình cờ nghe được Diệp thần đôi câu lầm bầm lầu bầu, trong lòng dần dần toát ra một cái ý niệm. Tên này không phải là muốn mượn nơi này sấm sét, lột xác thành là lôi tu đi. Quá điên cuồng. Nhưng ý niệm một nảy sinh, liền giống như vi khuẩn không ngừng lan truyền, vẫy không đi, áo bào xám người trung niên cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tên kia tuổi còn trẻ, nhưng kiếm đạo đã tu luyện đến 10 phần cảnh giới cao thâm. Thiên tài chân chính, tuyệt sẽ không giới hạn tại một loại đạo pháp. Hắn là muốn mượn nơi này lôi vực, hoàn thành thân xác rèn luyện, một lần hành động trở thành lôi tu. Áo bào xám người trung niên cơ hồ là chắc chắn nói. Những lời này vừa ra, nhất thời có rất nhiều người cảm thấy không thể tin. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại có hành động khả tuần. Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng quá điên cuồng đi. Có chút lôi tu nói. Vô luận là bọn họ, vẫn là cường đại kia ông già, lúc này ánh mắt đều là tụ tập ở bạo dũng lôi vực trong đó. Lại đem tầm mắt di chuyển trở lại Diệp thần bên này, hắn đã gặp phải rất nhiều sấm sét vây công. Mà Diệp thần cũng không có lựa chọn đợi tại chỗ, mà là chủ động đánh ra, luân hồi huyết mạch ở hai tay gian qua lại phun trào, bắt những cái kia lóng lánh sấm sét. Nhưng sấm sét nhiệt độ biết bao hừng hực, cho dù lấy Diệp thần thân thể cường hãn, bắt sấm sét lúc cũng bị nóng ra máu đỏ dấu vết. Theo cùng nóng này sấm sét tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Diệp thần gan bàn tay đã rạn nứt, trên mình vậy nhiều hơn không ít vết thương. Nhưng hắn cũng theo đó hấp thu càng nhiều hơn sấm sét lực lượng. Hơn nữa bằng vào thân thể mặt ngoài cái này một kiện sấm sét khôi giáp, đem những cái kia cáu kỉnh sấm sét dưới sự trấn an tới, đi qua rèn luyện, biến thành nhỏ nhỏ chảy lôi quang, tiến vào mình trong cơ thể, lại do huyết mạch hấp thu thông tới toàn thân các nơi. Trực tiếp hấp thu sấm sét độ khó hệ số tự nhiên rất lớn, nhưng đạt được hiệu quả, so với tu luyện võ học bí tịch tốt hơn rất nhiều, nơi đánh xuống căn cơ cũng càng là không gì phá nổi. Bằng vào các ngươi những thứ này sấm sét, sợ rằng không cách nào đem ta đánh sụp. Diệp thần giọng lạnh như băng, nhàn nhạt nói, hắn đôi mắt trong đó, đã có sấm sét nhảy ra. Những cái kia sấm sét từ bốn phương tám hướng tụ đến, ở chỗ này hình thành cường đại tràng vực. Chúng có cực kỳ nồng nặc ý thức lãnh địa, nếu như có ngoại địch xâm phạm, liền sẽ toàn lực công. Hôm nay, Diệp thần chính là chúng nơi nhận định mạnh mẽ ngoại địch. Ước chừng trong nháy mắt, Diệp thần liền cảm giác được trước mặt sấm sét phóng đại rất nhiều lần, giống như một đầu cự thú viễn cổ mãnh đè xuống,
tạo thành một cổ to lớn lực lượng, làm hắn vậy bay ra thật là xa tải khó khăn lắm dừng thân hình. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp lôi vực chỗ sâu xông ra càng to càng tráng sấm sét. Toàn bộ lôi vực nguy hiểm cũng phân là đẳng cấp, càng đi sâu vào, nguy hiểm cũng chỉ càng phát ra nồng nặc. Từ trên căn bản mà nói, nguy hiểm ngọn nguồn chính là sấm sét bản thân. Ở vào lôi vực chỗ sâu sấm sét, chính là mạnh bên trong mạnh. Thậm chí cho đến hiện tại, còn có rất nhiều lôi tu cũng không dám tiến vào lôi vực chỗ sâu tu luyện, mỗi lần ở vòng ngoài tu luyện xong, trở lại thiên lôi thần phong lúc đó, cũng sẽ không đi qua nơi đó. Nhưng Diệp Thần hành động này, thành công đưa tới lôi vực chỗ sâu lực lượng. Chỗ ở bên ngoài trong hư không xem cuộc chiến rất nhiều lôi tu, vậy phát hiện một điểm này, rối rít lắc đầu, nếu như Diệp Thần chỉ là ở vòng ngoài khiêu khích sấm chớp mưa bão, có lẽ còn có cơ hội chạy khỏi, nhưng hắn vận khí tựa hồ không tốt, chọc giận cấm khu chỗ sâu sấm sét, vậy thì chỉ có một con đường chết. Bất quá Diệp Thần càng đối mặt chuyện nguy hiểm vật, liền lộ vẻ được càng phát ra vững chắc, bình tĩnh, đáy lòng còn mang có vẻ mơ hồ hưng phấn. Hắn khát vọng khiêu chiến, khát vọng rèn luyện, có một viên luân hồi không sợ chi tâm. Tới chiến! Diệp Thần hét lớn một tiếng, dùng sức siết chặt quả đấm, như sao rơi đột nhiên trên oanh. Phịch! Cái này rộng rãi lôi vực, vậy bạo phát ra tiếng vang kịch liệt, thật giống như có hai vị cao cấp cao thủ đang giao thủ. Mà giữa trời đất, vậy phát ra thanh âm chấn động, đổ nghịch càn khôn, kinh thế hãi tục. Một hồi kích động ánh sáng rực rỡ phóng lên cao, thậm chí xuyên thấu toàn bộ lôi vực, làm người bên ngoài rối rít chấn động không dứt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có như vậy nổ tính lực lượng, thật là có thể bình sơn biển, có thể khai thiên địa. Hắn một cái kiếm tu, vì sao thân xác lớn mạnh như vậy? Nổi danh lôi tu hỏi ra mọi người nghi ngờ trong lòng, nhưng không người có thể đưa ra câu trả lời. Bọn họ chỉ có thể yên tĩnh xem sự thái phát triển. Mà ở lôi vực trong đó, Diệp Thần cùng sấm sét tranh đoạt tiến vào giai đoạn ác liệt. Những cái kia to lớn sấm sét uy lực mạnh mẽ, cùng Diệp Thần tiến hành kịch liệt cận chiến. Diệp Thần chính là giết mù quáng, trên người hắn vậy cái sấm sét khôi giáp bị xé ra hơn chỗ rách, uy lực chợt giảm, cần do hắn tự thân luân hồi khu tới chịu đựng sấm sét uy áp. Nếu như muốn rèn luyện lôi thân thể, vậy Diệp Thần liền không được vận dụng tự thân ngoài ra thần thông. Tu luyện tới trong cơ thể Phật quang, cũng không coi là tự thân ngoài ra. Phù đồ Phật khí. Diệp Thần trên mình dần dần hiện ra một tầng nhàn nhạt kim mang, trên đó lóe lên thần bí cổ xưa chữ viết, cùng đồ đằng cũng giống như nhau. Có tầng kim quang này Phật khí gia trì, Diệp Thần thừa nhận cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều, cho dù là sấm sét có thể xâm nhập trong cơ thể hắn, cũng trải qua một tầng suy yếu. Sấm sét buông xuống, loạn như phơi bầy, Diệp Thần một đường tiêu diệt đông đảo cuồng bạo sấm sét, cuối cùng đi tới cái này phiến lôi vực chỗ sâu nhất. Bỗng nhiên lúc này, hắn phát hiện chung quanh sấm sét đều trống, bốn phía đổi được 10 phần yên tĩnh, tựa như chỉ còn lại hắn một người. Dương mắt nhìn lên, những cái kia sấm sét giống như là bài binh bố trận vậy, vây ở bốn phương tám hướng, hình thành bịt kín vòng tròn. Cực kỳ giống xúc thế đãi phát binh lính. Diệp Thần nheo mắt lại, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Những thứ này sấm sét tựa như sinh ra loại nào đó ý thức tự chủ, tựa hồ là muốn liên thủ tới, đối phó mình. Đúng như dự đoán, vậy vô tận sấm sét yên lặng chỉ chốc lát sau, lần nữa lóng lánh, từ bốn phương tám hướng tụ lại. Mỗi vừa có chi chít sấm sét xen lẫn tới, càn khôn tiếng vang như sấm, loạn thế toàn diệt, phải đem Diệp Thần hoàn toàn vặn cổ. Những người này, còn thật làm ta sẽ lúc này khuất phục sao? Diệp Thần đem kim quang mở đến mức tận cùng, thần thánh sáng chói, giống như một tôn từ Tây Thiên Cực Lạc tới mạnh mẽ La Hán. Trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch, chính là giống như từng cái sông lớn, dâng trào ra, hội tụ đến hắn toàn thân các nơi. Luân hồi huyết mạch, cùng Phật quang tới giữa tựa hồ sinh ra liên hệ nào đó, một bên ngoài một bên trong, dung hợp lẫn nhau. Luân hồi, chính là ở giữa đất trời này chí cao tới vĩ lực lượng, liền người thống trị thế giới đều phải kiêng kỵ ba phần. Mà Phật, chính là đại biểu khác một loại thần thánh. Đạo Phật tranh bá niên đại, Phật môn vững vàng chiếm cứ nửa bầu trời. Cho dù hiện tại suy thoái, có thể như cũ nội tình thâm hậu, lần nữa quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Hai cổ trong thiên địa cao cấp lực lượng hội tụ dung hợp, có thể xông phá tất cả cũi. Ung ung tiếng vang bên tai không dứt, Diệp Thần vậy mặt lộ vẻ ngưng trọng.
Trên người hắn cổ xưa Phật văn, thường xuyên lưu động, cùng huyết quang tương liên tiếp, cơ hồ phải đem hắn cả người thân thể chìm ngập. Bạo liệt sấm sét, vậy che che không hết bên trong vòng vậy đạo như thái dương vậy sáng chói chói lọi. Oanh! Tiếng vang kịch liệt lập tức truyền ra, nhưng chập chờn mảnh vỡ lại không có truyền đi. Một hồi lôi quang lóng lánh, gai được người xem cuộc chiến cũng không mở mắt ra được, nhanh chóng quay đầu lại. Đến khi bọn họ lần nữa nhìn lúc đó, mỗi một người đều đổi được kinh hãi muốn chết, con người động đất. Bởi vì bọn họ thấy được nguyên vẹn hình thái xuống thiên lôi thần phong. Không còn là mông lung có thể gặp, mà là hết sức rõ ràng, liền trên đảo cây cối cũng đập vào mi mắt. Vây quanh ở thiên lôi thần phong ra tầng kia cuồng bạo lôi vực, lại có thể ngay tức thì bốc hơi. Không, hẳn không thể nói là bốc hơi, mà là tập trung đến một cái địa phương nào đó. Ở đó lôi vực đất trống mang, có một đạo bóng người, cả người quấn vòng quanh vô số lôi quang, còn kèm theo kim đỏ lưỡng sắc quang mang. Lấy Diệp Thần là trung tâm chung quanh nghìn mét khu vực, cũng hình thành cực kỳ uy áp kinh khủng, phảng phất là đem sấm sét đè rút vào trình độ cao nhất. Đám người chố mắt nhìn nhau, trong chốc lát lại không biết nên nói cái gì. Bọn họ lúc nào gặp qua cái này cùng tình cảnh, một cái nho nhỏ kiếm tu, lại có thể bằng vào sức một mình, chinh phục ngàn vạn năm tới đều không người có thể hoàn toàn xông qua được lôi vực. Hơn nữa người này trước cũng không có tiếp xúc qua lôi tu công pháp. Một ngày tu lôi, sợ rằng cũng không cách nào tưởng tượng, trên thế giới lại có như vậy kinh thế yêu nghiệt. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần chung quanh chàng vực sinh ra kịch liệt vặn vẹo, mà quấn quanh ở trên người hắn lôi quang, chính là giống như lê hoa mưa xối xả, tứ tán bắn ra. Ra Diệp Thần bên người trăm mét phạm vi sau đó, những cái kia châm nhỏ vậy ánh sáng bạo tăng tới lúc đầu chiều dài, lại là từng cái sấm sét thời gian đảo mắt bắn ra, tràn ngập toàn bộ thiên lôi thần phong vòng ngoài khu vực. Lôi vực lại lần nữa thành hình, lôi quang lóe lên, lan tràn hư không, cùng trước kia cũng giống như nhau. Làm Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, con người trong đó, có lôi quang mơ hồ lóe lên, đó là lôi thể luyện thành ký hiệu. Diệp Thần cảm thụ trong cơ thể mãnh liệt mênh mông sấm sét lực lượng, theo nhấc tay một cái, liền có một đạo lôi quang hoành kích ra, xuyên phá bầu trời mênh mông, mười phần mạnh mẽ. Thời khắc tối hậu, hắn ngược đường mà đi, dùng luân hồi huyết mạch bảo vệ tốt trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng với khí hải, rồi sau đó đem Phật quang mở ra. Đem những cái kia lôi đình lực thu hết trong cơ thể. Đang vậy mấu chốt lúc đó, Diệp Thần trong cơ thể, sấm sét thần châu bỗng nhiên hiện lên, bung ra điều khiển lôi đình vô tận trình độ cao nhất lực lượng. Sấm sét thần châu tựa như trở thành miệng hút, đem lôi đình lực tất cả đều bám vào tới đây. Chỉ bất quá như vậy bám vào lực, xa xa vượt ra khỏi Diệp Thần tưởng tượng, hắn cũng không từng ngờ tới, mình trong cơ thể lại sẽ tóe ra cường hãn như vậy vô cùng lực lượng. Sấm sét thần châu quả nhiên danh bất hư truyền, chính là thần vật thượng cổ. Bên ngoài không hề thiếu lôi tu đang nhìn, lúc này hắn nếu như đi ra ngoài, phỏng đoán sẽ bị làm vây xem tiêu điểm. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần liền xoay người, thông qua vậy lôi vực chỗ sâu, từ nơi này thẳng tới thiên lôi thần phong. Cái này lôi vực chỗ sâu, những thứ khác lôi tu có thể không vào được, hắn có thể yên ổn được. Lôi vực vòng ngoài tên kia cường đại lôi tu ông già chính là thần sắc mãnh đổi. Hư, ta phải đem thằng nhóc này lưu lại mới được, thiên phú như vậy, nhất định phải gia nhập ta Thái Lôi Thần Tông. Không thể bị cái khác lão già kia đoạt đi. Hắn vội vàng đi lôi vực trong đó phóng tới, xuyên qua vòng ngoài lôi quang, nhưng phát hiện Diệp Thần bóng người đã biến mất không gặp. Mà hắn cũng không có can đảm, tiến vào vậy lôi vực chỗ sâu. Đáng chết, nếu như sớm chút động là tốt. Hôm nay trừ lôi vực chỗ sâu cái lối đi kia ra, những địa phương khác đều đã đóng cửa, cần 7 ngày sau mới có thể đi vào trong đó. Xem tình huống như vậy, cũng chỉ có thể bên ngoài chờ đợi 7 ngày. Ông già nhắm hai mắt lại, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Mà lôi vực trong đó tất cả loại tiếng nghị luận cùng tiếng thán phục, chính là tiếp liền không ngừng. Diệp Thần theo vậy sấm sét, tiến vào trong đó. Hắn đang đột phá lúc hấp dẫn liền vô tận sấm sét. Rèn luyện thân xác một lần hành động bước vào lôi tu ngưỡng cửa, nhưng là trên thực tế lôi quang tiêu tán như thủy triều thối lui, liền hiện ra hắn chân chính thể chất, đó là một đạo cấp thấp nhất lôi thể, còn ở vào giai đoạn manh nha, cần không ngừng mài trưởng thành. Đây là chuyện gì? Diệp Thần khá có chút kinh ngạc, mình rõ ràng hấp dẫn nhiều như vậy sấm sét phụ trên người, cuồn cuộn vô biên, chói lọi rực rỡ,
nhưng vì sao những cái kia sấm sét liền bỗng nhiên mất đi tác dụng? Hỗn độn lôi đế thấy có lạ hay không, hắn lập tức trả lời, đây là hiện tượng bình thường, người mới vừa bất quá là mượn những cái kia sấm sét rèn luyện thân xác, nhưng ngươi thân thể có thể thích ứng sấm sét trọng áp, rèn luyện xong sau đó, sấm sét liền sẽ tự động trở lại, không hề sẽ cùng ngươi thân xác hòa làm một thể, chỉ như vậy mà thôi. Diệp Thần nghe vậy nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Mới vừa sấm sét ngâm thân thể, bất quá là thay hắn đánh hạ lôi tu căn cơ, giúp hắn tiến vào ngưỡng cửa mà thôi, chân chính tu luyện vừa mới bắt đầu. Từ xưa đến nay, tu luyện một đường cũng không có bất kỳ đường tắt có thể đi, nếu như muốn đi đường tắt, mang đến hậu quả liền là căn cơ bất ổn, đại lộ không lành lặn, hạn chế sau này trưởng thành. Dĩ nhiên, tỷ như luân hồi, vận mệnh cái này cùng lịch sử cấp bậc yêu nghiệt, tốc độ tu luyện xa không tu sĩ tầm thường có thể so với. Cho nên nói, giống vậy cường giả, cũng sẽ không chọn lấy nhiều thuốc tới phụ tá tu luyện, trừ phi là như vậy cao cấp thần dược, ăn vào về phía sau, đối với bản thể linh khí cũng không tác dụng phụ, mới biết thường xuyên chiếm đoạt. Diệp Thần cẩn thận cảm thụ trong thân thể sấm sét lực lượng, vậy một món lôi quang cực kỳ yếu ớt, không phát huy ra cái gì khổng lồ lực lượng, nhưng căn cơ đánh được 10 phần vững chắc. Chỉ cần đi về sau tu luyện, Diệp Thần tu vi tiến cảnh đem sẽ so với người khác mau hơn rất nhiều. Hắn bước chân vào chỗ tòa này Thiên Lôi Thần Sơn, nhất thời cảnh tượng trước mắt đổi được mơ hồ, đó là vượt qua hư không mới có ký hiệu. Làm hắn tiến vào bên trong lúc đó, cụm núi vần quanh, dư thừa sấm sét lực lượng tràn ngập ở trong không khí, thập phần cường đại. Hít một hơi, tràn đầy nồng nặc lôi đình lực, nơi này không hổ là lôi tu ngây ngô thánh địa, cái này một phiến khu vực, vậy xa so Diệp Thần tưởng tượng rộng rãi. Bỗng nhiên lúc này, Diệp Thần trước mặt sinh ra dị động, có một khối khu vực lôi quang tan vỡ, trực tiếp chìm xuống, loạn thạch xuyên không, tất cả loại khói tiêu tràn ngập. Ở đó khói thuốc bên trong, một bóng người vọt ra, cao giọng hét điên cuồng. Ha ha ha, ta tu luyện thành công, ngưng tụ ra thiên lôi thân thể, có thể gia nhập Thái Lôi Thần Tông. Tên kia lôi tu cả người điện quang vần quanh, hưng phấn không thôi. Hắn phóng lên cao, rất nhanh liền biến mất ở chân trời chỗ sâu. Diệp Thần lúc này mới phát hiện những địa phương khác cũng có lôi tu, bọn họ có che giấu ở cổ lâm tới giữa, có lưu tại khe đá trong đó, cũng có trực tiếp lâm không ngồi xếp bằng, tắm sấm sét. Lúc này, bọn họ nhìn về phía vậy cách xa nam tử, ánh mắt đều có chút hâm mộ. Thái Lôi Thần Tông, Diệp Thần tâm niệm khẽ động, nhưng là làm hắn muốn chân tránh bước vào vậy phiến cổ lâm thời điểm, nhưng bị người ngăn lại. Đó cũng là hai người lôi tu. So với trước khi áo bào xám người trung niên tới, yếu hơn một ít, nhưng vậy đủ cường đại. Ta là lôi tu, vì sao không thể tiến vào? Diệp Thần có chút nghi ngờ nói. Hai người kia mặt không cảm giác, đồng thanh nói, người đúng là lôi tu, nhưng Thiên Lôi Thần Sơn không chấp nhận không có ngưng tụ ra lôi châu sơ đẳng lôi tu, cho nên hay là mời hồi đi. Vậy là cái gì cái gọi là lôi châu? Diệp Thần trên trán gân xanh không ngừng nhảy. Rất có loại cùng người đại kiền một trận dáng điệu. Lấy hắn tới xem, cái này địa phương rách không giống như là thánh địa, ngược lại giống như cấm địa, khắp nơi cho người bày cấm chế. Nhưng vào lúc này, hỗn độn lôi đế thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Không cần tức giận, ta hiện tại liền có thể mang ngươi đi lấy lôi châu. Diệp Thần lạnh lùng nhìn hai người kia một mắt, ngay sau đó dựa theo hỗn độn lôi đế chỉ dẫn, vòng qua lớn đoạn khoảng cách dãy núi vòng ngoài. Sau đó trở lại một phiến sấm sét ngang dọc chi địa. Bọn họ nói lôi châu, thật ra thì chính là người bước vào chính thức tu luyện ký hiệu, có người có thể bằng vào tự mình ngưng tụ ra lôi châu, cũng có người chọn lựa mau hơn phương thức, tỉ như săn giết lôi hệ yêu thú, lấy ra trong cơ thể chúng linh châu, bỏ vào tự thân đan điền, lấy này thành tựu hấp thu lôi đình lực lọc khí. Hỗn độn lôi đế một đường tới nay, là Diệp Thần giải thích đáp hoặc, giúp không nhỏ bận bịu. Nếu không Diệp Thần hiện tại còn không rõ ràng lắm, cái này lôi tu hệ thống rốt cuộc là như thế nào. Hắn hiện tại dẫn Diệp Thần đi tới nơi này, chính là cảm nhận được liền một đầu hoang lôi thú hơi thở. Hoang lôi thú coi như là lôi hệ yêu thú trong đó huyết mạch so với là cường đại tồn tại, mà chẳng biết tại sao, đầu này hoang lôi thú chạy ra Thiên Lôi Thần Sơn khu vực nòng cốt, đi tới vòng ngoài. Hơn nữa Diệp Thần thông qua luân hồi thiên nhãn nhìn, đầu này còn chưa hoàn toàn lớn lên hoang lôi thú, lại có thể bị thương. Đã như vậy, đây cũng là lớn thời cơ tốt. Diệp Thần thân hình chớp mắt, đi tới vậy lôi quang đan vào khu vực,
Hoàng Lôi thú đang tắm sấm sét, chữa thương khôi phục, lúc này thấy có người đánh tới, nhất thời giận dữ. Nó thân thể dài cỡ 10 mét, toàn thể tướng mạo có chút tương tự với sư tử, toàn thân da là màu xám bạc, nhưng trên lưng còn có một kỳ giống như vậy, một mực từ đỉnh đầu xuyên qua phần lưng, thẳng tới cái đuôi. Mà cùng sấm sét tiếp xúc vị trí, chính là vậy màu xám bạc sống lưng. Thấy có người tới, Hoàng Lôi thú lộ ra dữ tợn răng nanh, trên lưng nó sống lưng thật nhanh biến sắc, do trong suốt đổi thành là xanh đậm. Cùng lúc đó, lóe lên sấm sét ngưng kết thành một đạo chùm ánh sáng, theo nó cúi đầu liền vung, vậy sấm sét liền hóa thành một thanh kiếm, đột nhiên chạy về phía Diệp Thần, tựa như muốn đâm thủng thiên địa, đông hư không. Bất quá Diệp Thần không có đem cái loại này uy hiếp coi vào đâu, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, như ma quỷ ảnh vậy chớp động, giờ hình đổi ảnh, liền tránh thoát vậy một đạo sấm sét chùm ánh sáng. Cùng vậy Hoang Lôi thú phát ra nhất kích, nâng lên đầu lúc đó, liền thấy có người cười híp mắt đứng ở trước mặt mình. Tốc độ quá chậm. Diệp Thần lắc đầu một cái, ngay sau đó một quyền đánh ra, thì có như tơ tuyến vậy thật nhỏ sấm sét hội tụ ở trường trên mặt, đùng đùng đốt làm một đoàn, thông suốt đập ra, hung hăng rơi vào đầu kia Hoang Lôi thú trên đầu. Mà đầu kia Hoang Lôi thú bất ngờ không kịp đề phòng, đầu trực tiếp nở hoa, bị đập thành khối vụn, thân thể vậy ầm ầm ngã xuống đất. Hắn mới vừa vận dụng là sấm sét lực lượng, mặc dù tục tăng liền điểm, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Hoang Lôi Châu ở buồng tim của nó vị trí, ngươi đi tìm một chút, thuận lợi sau đó cũng nhanh chút đi thôi, vậy thành niên Hoang Lôi thú khẳng định cảm ứng được con cháu tử vong. Diệp Thần gật đầu một cái, ngay sau đó chuẩn bị đi ra, tìm một cái tĩnh lặng chút địa phương, đem viên này Hoang Lôi Châu luyện hóa. Nhưng hắn bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một đạo âm tà thanh âm. Thằng nhóc, cầm vậy Hoang Lôi Châu giao cho ta, có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Diệp Thần nghe vậy, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy cách đó không xa cổ lâm bên trong, có một tên người mặc hoàng bào mái tóc dài nam tử, chậm chạp bay ra, hắn mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, hiện lên chút cảm giác yêu dị. À, Diệp Thần nhất thời nhíu mày, trên dưới quan sát đối phương hai mắt. Đối phương hoặc giả là gặp Diệp Thần vận dụng sấm sét lực lượng so với hơi yếu nhỏ, cho nên tạm thời tới giữa nổi lên chú ý. Đầu này Hoang Lôi thú là ta sớm nhìn chúng, người đoạt đi đồ ta, không nên trả lại sao? Mái tóc dài nam tử trơ cháo không cười, âm tà nói, trên thực tế hắn là cảm ứng được nơi này chiến đấu chập chờn tài tới đây. Diệp Thần thực lực nhỏ yếu như vậy, chỉ cần mình hơi thêm uy hiếp, hắn hẳn liền sẽ khuất phục. Mái tóc dài nam tử hiển lộ ra một phần thực lực, những cái kia sấm sét phảng phất có ý thức của chính mình. Giãn ra, đan thành liền một tấm mạng nhện, đem Diệp Thần bao ở trong đó. Một khắc sau, hắn bỗng nhiên phát lực, những cái kia mạng nhện bên trên, phụ tàn bạo sấm sét, oanh oanh tạc vang, lóe lên lôi quang tràn ngập chân trời, đem chu vi 5 km trong phạm vi cây cối tất cả đều tan thành than cốc. Cứ việc cái này mái tóc dài nam tử còn chỉ là một sơ cấp lôi tu, nhưng là đối phó Diệp Thần cái loại này tay mơ mới nhập môn, đã dư sức có thừa. Diệp Thần thấy vậy híp mắt lại, cứ việc bụi mù tràn ngập, nhưng hắn nhưng xem một ngọn núi, sừng sững không nhúc nhích. Trước mặt tên này, có phải hay không lấy vì mình chỉ sẽ lôi tu phương pháp? Nếu là như vậy, sợ rằng hắn ánh mắt là mù. Diệp Thần không nói hai lời, trong tay kim quang chớp động, một tòa thần tháp chậm rãi nổi lên, bị hắn kéo dài, rồi sau đó đột nhiên đánh ra. Vậy thu nhỏ lại thần tháp nhất thời hóa thành một đạo tia chớp, chạy tập kích đường không tới. Cơ hồ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đi tới mái tóc dài nam tử trước mặt. Chỉ dựa vào mái tóc dài nam tử cái này cùng đơn bạc thân thể, nơi nào có thể kháng được ở phù đồ thần tháp đụng. Vừa đối mặt liền bị thần tháp đập thành phấn vụn, hình thần câu diệt, mà vậy đầy trời mạng nhện lôi quang vậy vỡ tan theo. Diệp Thần xoay người, từ Hoang Lôi thú thân thể không lành lặn bên trong móc ra một viên màu xanh nhạt hạt châu. Đó là Hoang Lôi thú nơi sinh ra kết tinh. Càng cường đại Hoang Lôi thú, trong cơ thể Hoang Lôi châu lại càng là tinh thuần, minh mông. Những cái kia lôi tu thực lực nếu như tăng lên, liền sẽ đi tìm cao cấp lôi hệ yêu thú, đánh chết, thay đổi thân thể mình bên trong lão lôi châu, từ đó tiếp tục tăng lên thực lực. Từ trên lý thuyết mà nói, lôi tu tiến cảnh là vô hạn. Chỉ bất quá lôi tu thiên phú, tuổi thọ đều có giới hạn. Dẫu sao lôi tu là lấy chi nhiều hơn thu thọ nguyên làm giá một loại phương pháp tu luyện. Lôi, là ở giữa đất trời này nhất là lực lượng cuồng bạo,
cho dù lại tinh khiết lôi, cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ đối với thân thể tổn thương, vì vậy lôi tu tuổi thọ vậy thấp hơn những tu sĩ khác. Diệp thần đem lôi châu bắt vào tay không bao lâu, liền cảm nhận được liền một hồi to lớn hơi thở đang tới, hắn không do dự nữa, lập tức độn không chạy trốn. Ước chừng qua nửa nén nhang thời gian, hắn đã trốn ra mảnh đất kia thật là xa, nhưng còn là xa xa nghe được tiếng giống giật, hẳn là vậy chỉ hoang lôi thú con non bị phát hiện. Vậy tiếng thú gào có thể nói là long trời lở đất, làm cả dãy núi cũng run một tí. Như vậy có thể gặp, đầu kia nhỏ hoang lôi thú cha mẹ thực lực không đơn giản. Diệp thần nhanh chóng cách xa nơi đây, sau đó tìm được một nơi núi không người cốc, ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm tu luyện. Hắn dựa theo hỗn độn lôi đế chỉ thị, đem viên này lôi châu nuốt xuống. Hạt châu này lực lượng, sẽ theo máu cùng với toàn thân kinh mạch lan tràn ra, cuối cùng ở chỗ đan điền thành hình ngưng tụ. Ước chừng qua gần nửa nén nhang thời gian, Diệp thần lần nữa tính mâu lúc đó, đáy mắt chỗ sâu chiếu ngược vậy lôi châu dáng vẻ, một lát sau mới chậm rãi tiêu tán. Mà ở hắn bên trong đan điền bộ, viên kia lôi châu hoảng sợ thành hình, biến thành câu thông thân xác cùng sấm sét cầu. Làm Diệp thần lần nữa phi thân lên, đi tới vậy quần sơn lối vào lúc đó, phụ trách trấn thủ hai người rõ ràng cảm thấy mười phần kinh ngạc. Ngươi có thể tiến vào. Ở vậy ánh mắt của hai người nhìn soi mói, Diệp thần hào phóng tiến vào. Hắn đại khái rõ ràng tại sao thiên lôi thần sơn sẽ thiết lập nhiều như vậy cấm chế dày đặc, sàng lọc ra thực lực hoặc là tư chất hơi kém người rời đi nơi này, là vật đổi sao rời, thích người sinh tồn quy luật thể hiện. Bởi vì cái này thiên lôi thần sơn linh khí cung ứng, thật sự là đậm đà. Này vậy đầy đủ linh khí, lại vì sao phải nhường những cái kia rác dưới tới hút lấy. Từ mạnh ăn hiếp yếu suy luận lên đường, thiên lôi thần sơn hành động này cũng không làm sai. Diệp thần đi về phía trước một hồi, thì có mấy chục đạo sấm sét hạ xuống ở trên người hắn, đi ra lúc nhanh mạnh mãnh liệt, nhưng đến hắn bên cạnh lúc đó, nhưng đổi được dị thường ôn hòa, chậm rãi vào bên trong cơ thể. Bồi dưỡng ngũ tạng lục phủ. Diệp thần vượt qua một phiến cụm núi, thấy được rộng lớn thế giới nhỏ. Chỗ kia ở dãy núi chỗ sâu, là một tòa thành lớn, lóng lánh không ít sấm sét đạo phù, khoáng đạt vĩ đại, phong cách cổ xưa tao nhã, giống như là một tòa tiên thành. Tòa thành trì này cũng không nhỏ, Diệp thần không khỏi thán phục. Hắn gặp qua không thiếu thành lớn, nhưng trước mắt thành trì nhảy vút mặc nửa dãy núi. Có thể nói Diệp thần hiện tại nhìn thấy chỉ là hắn băng sơn một góc. Hoặc là nói đây là một vùng thế giới nhỏ, mà không chỉ là dãy núi. Liên quan tới sấm sét, hỗn độn lôi đế luôn có thể xem được càng nhiều. Diệp thần quét nhìn bốn phía, ánh mắt có thể đạt được chỗ, còn có không thiếu lôi tu, tựa hồ cũng là muốn đi chỗ tòa này sấm sét thành lớn. Những cái kia lôi tu dừng lại ở giữa không trung, lấy lôi là cánh, đập thình thịch lóng lánh, nhìn về phía trước. Thấy vậy hùng vĩ thành trì, không khỏi cơn sóng trong lòng dâng trào. Thành trì vô cùng hùng vĩ, tường kia đầu mọc như rừng từng ngọn núi đá, lại là lôi tu tiên nhân động phủ, lôi khí tràn ngập, tiên sương mù tung bay, làm người ta tâm trí hướng về. Thiên lôi thần sơn là tất cả lôi tu thánh địa, lời này không hề là giả. Càng đi sâu vào, có thể lấy được cơ duyên cũng chỉ càng nhiều. Thành quả tu luyện càng phát ra rõ rệt. Mà ở chính giữa đám người kia, Diệp thần có thể cảm nhận được mấy cổ khí tức cường đại, mặc dù che giấu dậy rồi, nhưng như cũ chạy không khỏi luân hồi thiên nhãn và thần hồn dò xét. Những tên kia cũng đều là cường đại lôi tu, hơn nữa xem hắn sinh cơ bên trong cơ thể dâng trào, cần phải tuổi tác cũng không lớn. Xem ra nơi này, còn tụ tập không thiếu trẻ tuổi lôi tu thiên tài. Như Diệp thần như vậy ở lôi đạo phương diện nhỏ yếu tồn tại, người khác xem đều sẽ không xem một chút, coi như là ánh mắt cười tới. Cũng chỉ là nghi ngờ, Diệp thần cái này các tay mơ lôi tu vì sao có gan tiến vào nơi này. Tòa kia thành lớn tựa hồ vậy cảm ứng được bên ngoài người đến, vân tiêu trong đó, sấm sét bung ra, phơi bày ra cực kỳ hoa mỹ sắc thái. Vậy thành lớn tường miếng ngói toàn thân có màu xám xanh, nhưng là đi qua sấm sét rèn luyện, đổi được vô cùng là ngưng luyện, giống như đẹp lạ thường tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa cái này tụ thành kiến trúc vật liệu vô cùng là kỳ lạ. Cho dù là đi qua sấm sét chủy đánh, cũng không phơi bày mục nát xa sút tướng mạo, ngược lại càng phát ra nội liếm thâm trầm, dưới ánh mặt trời trạch phản xạ dưới có thể nhìn ra làm người sợ hãi màu sắc. Chỗ tòa này thành lớn, quả nhiên là tự thành một cái thế giới nhỏ, Diệp thần ở thành tường kia phía trên rừng đá trong đó vậy gặp được trên trăm cái động phủ, tiên sương mù tràn ngập,
khói mù hỗn độn, hoàn toàn là ở vào sấm sét thánh địa tu luyện, mở ra tự mình động phủ, tuyệt không giống bề ngoài nhìn qua như vậy chen chúc. Cũng có cường đại trẻ tuổi lôi tu gặp được rừng đá trong đó cảnh tượng, sấm sét thong thả, hơi thở nhô lên, ý nghĩa nơi này nơi tu luyện không thiếu. Bất quá cũng không có người cưỡng ép chuyển nhập nơi này, bởi vì bọn họ đều biết quy tắc, nhất định phải cùng thành lớn chủ động mở cửa, mới có thể tiến vào. Thành lớn tháng một mở một cái, đến khi mở ngày mới có thể đi vào hoặc là đi ra. Bất quá người đi vào, tu luyện chu kỳ tối thiểu là một năm trở lên, thân là lôi tu, ai bỏ được rời đi cái này hoàng kim thánh địa. Lúc này, chỉ nghe được cót két một tiếng. Vậy trương cửa đồng xanh chậm rãi rộng mở, sấm chớp mưa bão hơi thở mãnh liệt dâng trào, lộ vẻ được vô cùng thần bí. Lôi môn rất rộng mở, mà bên trong cảnh tượng không giữ lại chút nào phơi bày ra, mà vậy trong hư không lôi đạo phù văn vậy đều biến mất không gặp. Mà lúc này vậy trong thành có tiếng bước chân truyền tới, ở yên tĩnh này chi địa lộ vẻ được phá lệ đột ngột. Mấy tên cường đại lôi tu chậm rãi đi tới, bọn họ cả người lôi khôi giáp bao trùm lôi đạo, hơi thở vô cùng là nồng nặc. Đây là đã tu luyện đến tới thành cảnh mạnh mẽ lôi tu. Trong đó có vài người thực lực có thể so với thiên quân lão tổ, thật là mạnh đến ngoại hạng. Bốn phía đã có không thiếu lôi tu, lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Bọn họ khát vọng, không phải là cái loại này áp đảo chư thiên trên cảnh giới sao. Những người này tất cả đều ngừng thở không có nhúc nhích, đều là đang chờ vậy mấy tên lôi tu lên tiếng. Vậy mấy tên lôi tu trên mình khôi giáp ánh sáng dọn ra chớp động kim loại cảm nhận, trong phảng phất nhường bên ngoài người cũng cảm nhận được liền sấm sét sắc bén. Mà bọn họ binh khí trong tay, chính là sấm chớp mưa bão thuộc tính chế thành cổ đao, cổ thương và cổ kiếm, là làm trọng hình cổ binh. Rất lâu thời gian cũng không cách nào xóa đi những binh khí này ác liệt khí. Vậy mấy tên sinh linh hai con người tách thả ra lôi quang. Phong cách cổ xưa bên trong mang theo một phần nuốt phệ thiên đất nghiêm nghị thô bạo. Hôm nay cửa mở ra, thiên lôi cổ đạo sắp lan tràn ra, người chung quanh nhanh chóng lui tới nghìn mét ra ngoài. Trong đó nổi danh sinh linh mở miệng nói, như trầm thấp sấm sét, chậm rãi nổ vang. Nhưng là lời này vừa nói ra, liền lập tức làm mọi người xôi trào. Lại là thiên lôi cổ đạo, đây chính là trăm năm khó khăn được mở một lần cổ xưa thần trận à. Không nghĩ tới bị chúng ta cho đụng phải. Ha ha, xem ra lần này đi thiên lôi thần sơn, là chính xác lựa chọn. Nếu như có thể ở thiên lôi cổ đạo bên trên tham phá một chút cổ xưa sấm sét, sợ rằng cũng có thể đem trong tu luyện giới hạn tăng lên 10 lần. 10 lần, sợ rằng ngươi còn đánh giá thấp thiên lôi cổ đạo uy lực, nếu như ngươi thật có thể hiểu thấu đáo, tăng lên 100 lần đều không ngừng. T. Chung quanh vang lên một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Không ít người vẻ mặt chấn động một cái, chỉ theo tức rối rít chuẩn bị xong, đổi được nghiêm túc, giống như phải đi ra chiến trường binh lính. Có vài người ánh mắt còn mang một phần vẻ mê mang, nhưng là từ người ngoài thảo luận trong đó, bọn họ cũng biết thiên lôi cổ đạo là như thế nào tồn tại. Đó là một cái lâu dài tới nay cũng đã tồn tại thần bí cổ đạo, lời đồn đãi hắn đản sanh vu cổ xưa cấm khu, mang theo vô thượng khí tức viễn cổ. Vô số lôi tu đại năng ở chỗ này bế quan tu luyện. Thậm chí này tọa hóa, để lại bản thân tinh nguyên cùng với chế đi ra ngoài lôi tu bí tịch, võ kỹ, công pháp. Tiến vào người nếu là có thể được một, đó chính là thiên đại tạo hóa. Hơn nữa điều này thiên lôi cổ đạo có ý thức tự chủ, là như trời đạo như vậy cổ xưa tồn tại, mấy ngàn năm chỉ mở một lần, nhưng mỗi lần mở, cũng sẽ ra đời một cái thậm chí một nhóm thần thánh lôi tu. Những cái kia lôi tu tên chữ tương lai tất sẽ lóng lánh chư thiên vạn giới. Trở thành vô số tu sĩ nơi ngưỡng mộ đối tượng. Khoảng cách thiên lôi cổ đạo lần trước mở, đã qua hơn 300 năm, không nghĩ tới lần này nhưng đột nhiên mở ra. Vậy mấy tên cường đại lôi tu sinh linh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là khá là kỳ quái. Theo lý mà nói, thiên lôi cổ đạo mỗi một lần mở trước, đều sẽ có tương ứng báo trước, nhắc nhở bọn họ sớm làm chuẩn bị, nhưng là lần này, thiên lôi cổ đạo đột nhiên tỉnh lại, cũng không bất kỳ triệu chứng nào. Có lẽ nói thiên lôi cổ đạo có mình cân nhắc, bọn họ cũng không có tư cách can thiệp, chỉ có thể dựa theo kỳ ý chí làm việc. Khoáng đạt cửa thành 10 phần vĩ đại, nhưng rất nhanh, thành trì trong ngoài liền lâm vào cực hạn yên lặng, đám người ngừng thở, đều đang đợi thiên lôi cổ đạo hạ xuống. Rất nhanh, một hồi cổ xưa u tịch hơi thở từ trong thành truyền tới, làm người ta không nhịn được sinh lòng ý kính nể, muốn quỳ xuống đất màng bái.
Đó chính là thiên lôi cổ đạo oai. Đối với lôi thu, có một loại thiên nhiên lực uy hiếp. Tất cả mọi người ở quỳ bái lúc đó, Diệp Thần nhưng bên trái xem bên phải xem, không có phân nửa kính ngưỡng ý. Không nghĩ tới cái này thiên lôi thần sơn còn có giấu rất nhiều huyền cơ, không biết luân hồi lôi bia rốt cuộc nấp trong nơi nào. Ở đó thành trì nghìn mét trong phạm vi, một cái lôi quang u tịch cổ đạo phô triển đi ra, giống như là một ngọn núi đứng sừng ở này, đầu tới đây bóng dáng đông nghịt, làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Thiên lôi cổ đạo đi ra, nhưng không người dám bước lên. Điều này cổ đạo uy áp quá mức khủng bố, thậm chí có thể để cho người sinh ra tâm ma. Tức ở đám người trần chờ lúc đó. Lóc cóc tháp. Một tên trẻ tuổi lôi thu dẫn đầu phá tâm chướng, bước lên điều này cổ đạo. Hắn tiếng bước chân vang vọng không ngừng, xem dẫm ở trên tấm đá xanh như vậy, âm thanh rõ ràng lại vang dội, cũng ở đây rất nhiều lôi thu trong lòng vang lên. Mà tên kia trẻ tuổi lôi thu đi ra ngoài không có xa lắm không, bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn ấn đường nứt ra, cũng không phải là tử vong, cũng không có xông ra huyết quang, mà là xuất hiện một cái đỏ thẫm con ngươi. Mà hắn giống như là nhận chịu cực lớn thống khổ, phát ra thảm thiết gầm thét. Đến khi hắn ngửa mặt lên trời gầm thét lúc đó, vậy chỉ xích mắt vậy bất ngờ thành hình, tóe ra màu máu đỏ sấm sét, nhất thời xuyên qua bầu trời mênh mông, lượn lờ không ngừng, làm người ta trong lòng rung động. Người này lại luyện thành sấm sét xích mắt. Lại là lĩnh ngộ thiên lôi cổ đạo ở giữa đặc thù bí pháp, từ mà mở ra xích mắt. Hắn phát giác là mở ra xích mắt sau đó đổi được vô cùng hưng phấn, ngửa đầu cười to, từ đó bước nhanh, như sao rơi tiến vào thiên lôi cổ đạo. Một màn này kinh hãi tất cả người, toàn mặc dù có lôi tu, sải bước về phía trước, đi theo tên kia thiên tài bước chân, tiến vào cổ đạo trong đó. Nhưng ngay trong bọn họ cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể lấy được thiên lôi cổ đạo bí tịch. Công pháp và truyền thừa, chỉ có vậy một số ít may mắn, mới có thể được này vinh dự. Diệp Thần vậy đi theo người phía trước, tiến vào điều này thiên lôi cốc nói. Lại đi vào trước, hắn trong lòng liền sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, phảng phất là có vật gì đang đối với hắn vẫy tay, hấp dẫn hắn đi vào. Vậy cổ lực lượng vô danh, ở hắn trước mắt không ngừng vần quanh quẩn. Làm Diệp Thần bước lên vậy cái thiên lôi cổ đạo thời điểm, trong cơ thể viên kia hoang lôi châu. Lại có thể phát ra chiến minh tiếng, phảng phất là đang khát vọng chiếm đoạt. Đây là chuyện gì xảy ra? Mình trước thật giống như cũng không có cùng thiên lôi này cổ đạo từng có liên lạc đi. Mang nghi ngờ trong lòng, Diệp Thần tiếp tục đi về phía trước. Thiên lôi cổ đạo mở ra chỗ tốt, không chỉ là có thể làm cho người đạt được trong đó kỳ ngộ, hơn nữa còn sẽ không khác biệt đưa ra một ít phúc lợi. Bọn họ đoàn người đi về phía trước, rất nhanh thì có người kinh hô lên. Đám người dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp phía trước cổ đạo trên xuất hiện một tòa liên ao, từng cơn lôi hà bốc hơi lên, ở bên trong, có ba bụi cây màu xanh đen lôi hoa sen. Đó là lôi thuộc tính thần dược, cơ hồ không người có thể địch. Đây chính là thần dược à, lại lớn lên ở một chỗ, đối với lôi thuộc tính tu sĩ mà nói, đơn giản là phúc chỉ. Có lôi thu vô cùng là hưng phấn. Mặc dù thuốc này cũng không phải là cao cấp nhất, nhưng lại độc nhất vô nhị. Tầm thường phương cũng không cách nào tìm được. Chỉ cần một giọt liền có thể để cho người ta thân thể sinh ra lột xác. Mà tu sĩ tầm thường, cũng chỉ có thể chịu đựng một giọt uy lực. Hoa sen lôi chỉ trói lọi, bốn tản ra, tinh khí tràn ngập, từng giọt long lanh trong suốt ao nước, phân biệt tràn vào mọi người thân thể bên trong. Những cái kia lôi tu đón nhận linh dược tẩy rửa, rối rít tại chỗ ngồi xếp bằng, cảm ngộ tu luyện. Diệp Thần vậy dự định thử một chút linh dược này rốt cuộc tác dụng bao lớn, nhưng là vậy đầy trời giọt nước, toàn bộ vòng qua hắn. Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên không dứt, đây coi như là cái gì chuyện. Hắn đưa tay đi chiêu, nước kia giọt liền tránh. Thấy một màn này, Diệp Thần khóe miệng không khỏi quất rút ra. Chẳng lẽ và mình luân hồi huyết mạch có liên quan? Vẫn là nói, mình lôi đạo thiên phú quá thấp. Ngay tại lúc này... Hỗn độn lôi đế kinh ngạc nói, thằng nhóc thúi. Ngươi có thể biết ngươi tu lôi thiên phú, thậm chí vượt qua thái thượng thế giới cao cấp lôi đạo cường giả. Mà có chút tu sĩ cũng nhìn thấy quẫn bách như vậy hình ảnh, không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Ở thấy Diệp Thần thực lực sau đó, nhất thời rõ ràng tới đây. Nguyên lai là một cấp thấp nhất lôi tu, ai cho ngươi dũng khí tới chỗ này? Ha ha, nhanh đi ra ngoài đi. Ta lại vẫn có thể thấy nhân tài như vậy. Như vậy nhỏ yếu thực lực,
lại vẫn muốn xông qua thiên lôi cổ đạo. Chẳng lẽ là chán sống? Tiếng giễu cợt, chế giễu tiếng, cùng châm biếm tiếng không ngừng vang lên. Tu đạo giới từ trước đến giờ như vậy, mạnh hiếp yếu, ai quả đấm lớn ai thì có đạo lý cứng rắn, mà những cái kia thực lực yếu, thì nhất định phải được bị. Chỉ có tự thân thực lực đổi được cường ngạnh, mới có tư cách nhường người khác im miệng. Diệp Thần cũng không để ý gì tới sẽ những người đó, mà là lâm vào suy tư. Cái này linh chỉ bên trong linh dịch vì sao phải tránh hắn, đi vòng. Không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, Diệp Thần dậm chân mà đi, nhưng phát hiện mình xuất hiện trước mặt một đạo vô hình bình phong che chở, đưa tay chạm, nhất thời sấm sét nổ ầm, ở hắn lòng bàn tay nổ tung một hồi khét. Chung quanh có vài người cười được lớn tiếng hơn. Cười Diệp Thần không biết trời cao đất rộng, như vậy thực lực, liền dám đến đi thiên lôi cổ đạo, chân thực không biết chữ chết viết như thế nào. Mà Diệp Thần thần sắc, vậy hoàn toàn lạnh xuống. Thiên lôi này cổ đạo chẳng qua liền không đi, như vậy liên tục là ý gì? Giữa lúc Diệp Thần muốn vận dụng huyết khí trong cơ thể thời điểm, bỗng nhiên lúc này, trước mắt xuất hiện biến cố. Vậy sấm sét trong ao thần liên, lại tự động bay ra, ngừng ở Diệp Thần trước mặt. Lôi quang lóe lên không ngừng, điện hồ quấn quanh, ở Diệp Thần quanh thân hình thành một cái độc lập tràng vực. Những cái kia cười nhạo thanh âm hơi ngừng. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp vậy mấy đóa hoa sen hợp lại chung một chỗ, lấy sấm sét là cầu, lại chậm rãi biến ảo thành một bộ khôi giáp. Hơn nữa đối Diệp Thần mở rộng ra môn hộ, tựa hồ là nhường hắn mặc vào. Diệp Thần sửng sốt nửa nháy mắt, lúc này vậy không do dự nữa, trực tiếp đi tới, giang hai cánh tay, dán vào vậy bộ sấm sét trên khôi giáp. Tiếp theo ngạc nhiên một màn xảy ra, chỉ gặp khôi giáp kia nhất thời bạo phát ra ngất trời thần mang, thật là có thể đâm rách thương khung, đem vực ngoại đại tinh đánh rơi. Cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn một màn này, đến khi lôi quang biến mất, cũng còn chưa kịp phản ứng. Cái này, không ít người trố mắt nhìn nhau, rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng Diệp Thần cũng không có cho bọn họ phản ảnh tới đây thời gian, hắn cùng cái này hoa sen nơi huyễn hóa thành sấm sét khôi giáp, hòa làm một thể, tâm niệm vừa động, cái này lóe lên xanh đậm tia sáng khôi giáp, là được ẩn vào bên trong cơ thể. Lần nữa triệu hoán, là được xông ra. Mà Diệp Thần xuất hiện trước mặt một đạo cửa hư không, đều là do sấm sét tạo thành. Hắn trần chờ chốc lát, vẫn là đi vào, nhưng người bên ngoài có thể không thấy được cánh cửa kia, chỉ có thể thấy Diệp Thần từ trước mặt biến mất, không có nửa điểm dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra, tên kia cấp thấp lôi tu đi nơi nào? Không biết, bất quá nhất định là lấy được kỳ ngộ nào đó. Hắn hiện tại cũng không phải là cấp thấp lôi tu, người có thấy kia tên cấp thấp lôi tu có thể đem ba bụi cây lôi liên thần dược toàn bộ mang đi sao? Bọn họ không cách nào chạm đến tầng kia cảnh giới. Mà Diệp Thần trước mắt hắc liền chốc lát, lần nữa mở mắt lúc đó, xuất hiện ở toàn địa phương mới, đi về sau nhìn, là cổ xưa cửa thành, nguy nga vĩ đại, khoáng đạt thở mạnh. Mà hắn tựa hồ vẫn ở vào vậy cái thiên lôi cổ đạo trên, chỉ bất quá hiện tại đã đạt tới cuối. Cách đó không xa có mấy tên lôi tu, xem ra tựa hồ là cái này thiên lôi thần sơn ở giữa người. Bọn họ thấy Diệp Thần cũng không khỏi được ngẩn người, chợt mới phản ứng được, trong đó một tên cầm lôi súng lôi tu đi tới, mở miệng hỏi nói, chúc mừng ngươi, ngươi là cái đầu tiên thông qua thiên lôi cổ đạo lôi tu. Có thể lấy được được. Tên này lôi tu nhất thời không có nói chuyện. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Thần thực lực 10 phần nhỏ, thậm chí thấp đến đáng sợ, tựa hồ mới vừa tu luyện không lâu, trên mình sấm sét quy tắc còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành phù văn. Ngươi là làm sao tới? Còn lại mấy tên lôi tu vậy đi tới, mặt đầy nghi ngờ. Thiên lôi cổ đạo là một cái viễn cổ mộ đạo, cũng là khảo sát lôi tu thực lực cùng thiên phú lối đi. Chỉ có thực lực vượt trội người, mới có thể dẫn đầu đi ra cổ đạo, tiến vào chân chính núi thần. Nhưng trước mặt tên này cấp thấp lôi tu, rõ ràng không phù hợp nhu cầu của bọn họ. Diệp Thần lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không biết, cứ như vậy đi đi, liền đến nơi này. Hắn trong lòng đoán được chút nguyên nhân, hẳn là thiên lôi này cổ đạo chọn chúng mình. Hoặc giả là hắn lôi tu thiên phú quả thật mạnh mẽ, vậy hoặc giả là bởi vì luân hồi huyết mạch đại khí vận, nhường thiên lôi cổ đạo có cảm ứng. Nhưng hắn tuyệt sẽ không nói ra. Mấy người kia trong mắt vẻ nghi hoặc bộc phát nồng nặc, thậm chí còn mơ hồ có cảnh giác,
bọn họ có thể không tin Diệp Thần có thể bằng vào thấp như vậy hơi thực lực tiến vào Thiên Lôi Thần Sơn. Lại càng không sẽ liên tưởng đến là Thiên Lôi Cổ Đạo là Diệp Thần mở cửa sau, bởi vì ngàn vạn năm tới, chưa bao giờ xuất hiện qua cái loại này đặc biệt ví dụ. Không lâu sau, vậy u ám cổ đạo trong đó, rốt cuộc có người đi ra, chính là trước nhất bước lên Thiên Lôi Cổ Đạo tên kia người tuổi trẻ, hắn cả người lôi quang bay lượn, khí thế đổi được bén nhọn hơn. Hắn cảm giác được mình lại là người thứ nhất đến điểm cuối, làm tới chỗ này, thấy Diệp Thần lúc đó, nhưng ngây ngẩn. Hắn không cách nào xác định Diệp Thần là bên trong vẫn là người bên ngoài. Một người khác cầm đao lôi tu, nhìn người tuổi trẻ một mắt, nhàn nhạt nói, hắn là thứ nhất mới đúng. Còn lại mấy tên chú đóng ở chỗ này lôi tu thấy vậy, vậy rối rít gật đầu. Vậy cầm đao lôi tu đi tới trước mặt người tuổi trẻ, đem một tấm lệnh bài đưa cho hắn. Chúc mừng ngươi, thành là thứ nhất cái đi ra Thiên Lôi Cổ Đạo lôi tu, có trực tiếp tiến vào Thái Lôi Thần Tông, trở thành môn hạ đệ tử tư cách. Cho dù là người trẻ tuổi kia từ trước đến giờ tự xưng là vô địch, cuồng ngạo tự đại, giờ phút này nghe được tin tức này, cũng không khỏi có chút kích động. Đa tạ đại nhân. Hắn nhận lấy tấm lệnh bài kia, ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng nghiêm, phảng phất là đang làm loại nào đó thần thánh không dứt sự việc. Mà ở nơi này mấy tên lôi tu sau đó, có một tên cầm kiếm lôi tu muốn nói gì, nhưng chỗ đứng của hắn là cái này trong mấy người sau cùng, vậy nhất không quyền lên tiếng. Cuối cùng hắn chỉ có thể tới Diệp Thần trước mặt, nhẹ giọng nói câu thật xin lỗi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, không có nói gì nhiều. Vậy cầm kiếm lôi tu suy nghĩ một chút, móc ra một khối khác có chút hiện lên cũ lệnh bài, đưa cho Diệp Thần. Ngươi cầm nó, đi mặt trời lôi tông thử một chút đi, có lẽ có thể đem tu vi để lên, phía sau lại tới tham gia Thái Lôi Thần Tông tuyển chọn đi. Vậy cầm kiếm lôi tu, như là khuyên giải an ủi vậy nói. Hắn rất rõ ràng, lấy Diệp Thần thực lực, chắc chắn sẽ không có tông môn chọn hắn. Hơn nữa Diệp Thần nhất định là vận dụng thủ đoạn nào đó mới bị truyền tống đến cái đầu tiên, Thái Lôi Thần Tông người phải chăng sẽ truy cứu trách nhiệm, vẫn là ẩn số. Đúng như dự đoán, vậy cầm đao lôi tu phát xong lệnh bài sau đó, nhìn về phía bên này, ánh mắt hiện ra hết lạnh như băng. Ta không biết ngươi là lấy thủ đoạn gì lừa gạt được Thiên Lôi Cổ Đạo, mặc trước hết tới đây, nhưng ta biết ngươi khẳng định không có tư cách. Thấp như vậy hơi lôi tu, không nghĩ thật tốt tăng lên thực lực, ngược lại đi chút đường ngang ngõ tắt. Ngươi đến, đem hắn đuổi ra khỏi Thiên Lôi Thần Sơn. Vậy cầm đao lôi tu một tiếng gầm lên, uy áp cường đại nhất thời tràn ngập ra, toàn đều rơi vào Diệp Thần trên mình. Sấm sét nổ tung, giống như cuồng đao vậy treo ở hư không. Tên này cầm đao lôi tu, đã tu luyện đến lôi hóa vật thật cảnh giới, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà Diệp Thần trong mắt, chính là hiện ra vô cùng thần sắc lạnh như băng. Tên này không khỏi cũng quá khi dễ người, chỉ dựa vào bản thân suy đoán liền kết luận hắn hành vi, còn muốn đem hắn đuổi ra khỏi nơi đây. Xem thực lực, cũng bất quá là ở nửa bước thiên quân cảnh giới mà thôi, chỉ cần Diệp Thần phát lực, kiếm quang vung ra, tùy thời có thể đem hắn chém chết. Mà ở đó u ám cổ đạo phía sau, đã có ba lượng bóng người dần dần xuất hiện, là những cái kia ngoại giới tới lôi tu. Cầm đao lôi tu bên người, một người khác kéo lại hắn, thấp giọng nói những gì. Vậy cầm đao lôi tu thần sắc biến đổi chốc lát, chợt hay là đem sấm sét cuồng đao thu hồi lại. Cho ta cút, không nên để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Cầm đao lôi tu chợt xoay người đi, đối vậy trước 10 tên đến điểm cuối người, lộ ra nụ cười ôn hòa. Diệp Thần lúc nào nhận cái này cùng làm nhục, lập tức liền muốn bùng nổ, hôm nay coi như là tiết lộ thân phận, hắn cũng phải chém chết lão này. Nhưng ngay tại luân hồi huyết mạch sắp bùng nổ để gặp, hắn bị vậy cầm kiếm lôi tu cản lại. Đối phương địa vị tựa hồ cũng không cao, trên mình khôi giáp so với mấy người khác tới, rõ ràng cũng nát rất nhiều, hơn nữa ánh mắt cũng có chút bể dâu. Hắn là Thái Lôi Thần Tông người phản kháng hắn, đó chính là ở chống đối Thái Lôi Thần Tông, sau này rất khó ở Thiên Lôi Thần Sơn lẫn vào. Vậy cầm kiếm lôi tu vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, tiếng nói trọng tâm dài. Người tuổi trẻ, làm việc chớ có xung động, điểm này Bạch Nhãn coi là không được cái gì, không muốn xem ta như nhau, xính liền ý khí, thất lạc tiền đồ, chỉ có chuyên tâm tu luyện, cường đại đến không sợ trình độ, người mới được người khác tôn kính. Hắn tựa hồ là nhớ lại qua lại một ít sự việc, trong mắt lưu lộ ra vẻ thống khổ thần sắc. Diệp Thần thấy vậy, thu hồi sắp bính phát Long Uyên Thiên Kiếm.
tên này cầm kiếm lôi tu, tựa hồ trải qua rất nhiều không như ý sự việc, mới biết đổi được như vậy bể dâu không chịu nổi. Hắn lôi đạo căn cơ, bị người làm gãy, nếu như không gãy nói, thiên phú hẳn là rất tốt. Diệp thần ý thức bên trong, truyền đến hỗn độn lôi đế thanh âm. Diệp thần nhất thời rõ ràng. Tên này trước khẳng định trải qua một ít không muốn quay đầu đau thương chuyện cũ, mới biết rơi vào lúc này như vậy bước. Đa tạ tiền bối khuyên nhủ, ta nhớ. Diệp thần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tạm thời dừng tay, hơn nữa mở miệng hỏi, tiền bối, ngươi là Thái Lôi Thần Tông người sao? Vậy cầm kiếm lôi tu vui vẻ yên tâm cười một tiếng, đáp có thể co giãn, phương là bản sắc anh hùng. Cầm tấm lệnh bài này thử một chút đi, lấy ngươi thực lực, tạm thời là không vào được Thái Lôi Thần Tông. Vãn bối nhớ. Diệp thần thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng đáp. Bất quá rất nhanh hắn liền nghe được cách đó không xa truyền tới tiếng chê cười, là tên kia cầm đao lôi tu. Ngươi lại có thể gọi cái phế vật này là tiền bối. Ha ha, thật đúng là phế vật tới giữa phối tới một chỗ. Này, nhanh lên một chút tới đây, nơi này còn có việc chờ ngươi làm. Vậy cầm đao lôi tu cùng hai người khác, chống cự kiếm lôi tu hô tới quát lui. Cầm kiếm lôi tu ánh mắt vùng vẫy hai cái, vẫn là cắn răng, đi tới. Tiền bối, ta có thể hay không biết tên họ của ngươi? Diệp thần hỏi. Ta kêu Kỷ Vô Ngân. Được. Diệp thần nói xong vậy xoay người rời đi, có vào hay không nhập Thái Lôi Thần Tông đối hắn mà nói cũng không có vấn đề. Hắn muốn là lôi bia. Mà hắn cảm giác bên trong, mình khoảng cách lôi bia càng ngày càng gần. Diệp thần rời đi mảnh địa phương này, đi tới chân chính Thiên Lôi Thần Sơn. Quả nhiên như truyền thuyết miêu tả như vậy. Thiên Lôi Thần Sơn liên miên chập trùng, mênh mông bao la, một hồi gió bão thổi tới, liền có vô số sấm sét hưởng ứng, rối rít ở dãy núi bầu trời nổ vang. Mà lúc này, liền sẽ có lôi tu đi thương khung dưới, tiếp nhận cuồng bạo sấm sét tắm. Diệp thần một đường cưỡi ngựa ngắm hoa, vậy đi tới người nọ tiếng ồn ào địa phương, những người nghe hơn lôi tu bàn luận viễn vông, đàm luận phương pháp tu hành. Mà hắn đối với lôi đạo phương pháp cảm ngộ, vậy càng ngày càng sâu. Nghe nhiều người khác nói, tự nhiên vậy sẽ bao hàm một ít kỳ văn dị trí. Liền giống như lần này, hắn ở quán rượu bên trong nghe được một tên lôi tu sau uống rượu lỡ lời, nói Thái Lôi Thần Tông trong đó có một khối thần thánh bia đá, có thể sinh ra thiên đạo sấm sét, trợ giúp Thái Lôi Thần Tông đệ tử chân truyền hoàn thành vô địch lôi thể lột xác. Còn ăn nói bậy bạ nói, đây mới là Thái Lôi Thần Tông xưng bá Thiên Lôi Thần Sơn căn bản chỗ. Nhưng rất nhanh. Hắn liền bị Thái Lôi Thần Tông đệ tử bạo đánh một trận. Diệp thần đem lời này nghe vào trong lòng đi, trong cơ thể hắn có dấu lục đạo luân hồi bàn, có thể cùng huyền bia sinh ra cảm ứng. Nếu như Thái Lôi Thần Tông trong đó, thật sự có khối kia lôi bia, như vậy hắn hẳn có thể cảm ứng được. Vì vậy Diệp thần liền vận dụng hư không phương pháp, phát động vậy hư bia lực lượng, dung vào bên trong cơ thể, xé bộ phận không gian, đi tới Thái Lôi Thần Tông tông phái vòng ngoài. Bất quá đi qua khí thế tuyệt cảnh sau đó, Linh Nhi tựa hồ còn ở hư bia bên trong ngủ say, muốn đến, ở khí thế tuyệt cảnh bên trong, nàng thương thế quá nặng. Thái Lôi Thần Tông là Thiên Lôi Thần Sơn đệ nhất đại tông phái, tông môn thi công được cực kỳ lớn khí, kim quang rực rỡ cửa để ngang dưới chân núi, mà một cái thông thiên đại đạo chạy thẳng tới thương khung. Mà vòng ngoài chính là có một đạo sấm sét đại trấn, bảo vệ tông môn, cho dù là móng tay lớn muỗi, cũng không cách nào bay vào đi. Nghe nói Thái Lôi Thần Tông chiếm cứ Thiên Trạch Phúc Địa, nơi này chính là Thiên Lôi Thần Sơn nồng đậm nhất vị trí. Tiến vào trong đó tu luyện, cảm ngộ tốc độ có thể so sánh bên ngoài mau hơn nửa lần trước nửa. Diệp thần đem mình thân hình dung nhập vào trong hư không, thả ra phân nửa linh niệm, ở hắn nhìn xuống thị giác hạ, mây mù bồng bềnh, lôi quang lóng lánh, toàn bộ Thái Lôi Thần Tông chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, cùng những địa phương khác hoàn toàn ngăn cách ra. Hắn mở ra luân hồi thiên nhãn, dò tra được bên ngoài một ít tình huống, từ linh khí dày đặc trình độ phán đoán, quả thật muốn so với ngoại giới càng đậm đà. Diệp thần vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, sau lưng mơ hồ hiện ra một đạo biển máu. Ở đó biển máu trong đó, có không ít con người nổi lên, những con người kia trong đó, hàm chứa nồng nặc thần hồn lực lượng. Diệp thần thần niệm, xuyên phá liền vậy đạo màn trời, muốn dò xét ra bí mật trong đó. Nhưng là còn chưa cùng Diệp thần đem thần niệm hoàn toàn lọt vào Thái Lôi Thần Tông, trong đó liền truyền đến một đạo chấn động khiếu tiếng giống giận. Là ai?
dám can đảm theo dõi ta Thái Lôi Thần Tông, là không muốn sống sao? Giận dữ thanh âm bỗng nhiên truyền tới, làm được Diệp Thần vậy cả người chấn động một cái. Không tốt, lại có thể bị Thái Lôi Thần Tông cường giả phát hiện. Diệp Thần lúc này trong lòng cả kinh, lập tức thu hồi thần niệm, rồi sau đó độn không đi. Luân hồi lực lượng, trong phút chốc khiến hắn, hóa thành một đạo lưu quang. Nhưng là tung tích của hắn, đã bị vậy Thái Lôi Thần Tông bên trong truyền tới một đạo vô hình thần niệm cho phong tỏa. Chợt, liền có một đạo lưu quang từ sấm sét hộ tông trong đại trận xuyên ra, cực kỳ nhanh chóng, tóe ra mạnh nhất lôi quang tốc độ. Hoảng hốt tới giữa, vượt qua tốc độ ánh sáng. Diệp Thần thầm nghĩ không ổn, thi triển huyết khí, thúc giục đi tới trước. Hắn vận dụng trong cơ thể hư bia, truyền ra ầm vang lớn, nhưng một khắc sau thần sắc nhưng thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, mình lại có thể không cách nào vận dụng luân hồi lực lượng mở ra hư bia, giống như là có một cổ lực lượng vô danh cầm giữ nơi này hư không, dùng không cách nào phát lực. Cái gì? Diệp Thần nhất thời cả kinh thất sắc. Hắn không nghĩ tới Thái Lôi Thần Tông cường giả lại có thể có như vậy thần lực, xem ra vẫn là hắn khinh thường. Hiện tại đã là ngàn cân treo sợi tóc, nếu như hắn bị những người này bắt, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Diệp Thần khẽ cắn răng, dự định kích thích luân hồi huyết mạch trình độ cao nhất, toàn lực thoát đi nơi này. Lúc này, mấy đạo hư ảo lôi ảnh đã xuất hiện ở hắn 100 mét tả hữu địa phương, cách một tầng mây mù, đem bao vây. Hừ, ta không biết ngươi là người phương nào, dám can đảm tự tiện dùng thần niệm bắn càn quét ta Thái Lôi Thần Tông, chẳng lẽ là ăn tim gấu gan báo? Đạo thanh âm này khí lực đầy đủ, như trời sét đánh giật, truyền khắp bát hoang, toàn bộ vân tiêu vậy đi theo rung động không dứt. Mà một người khác, tựa hồ là một cô gái, nàng thanh âm êm dịu linh động, nhưng lại hàm chứa sát cơ nồng nặc. Vô luận là ai, đều không muốn thả qua, giải về tông môn bên trong thật tốt thẩm vấn, ở chỗ này lúc mấu chốt, cắt không thể xuất hiện sơ suất. Dĩ nhiên là như vậy. Vậy tiếng trầm thấp cũng nói. Cho dù cách một tầng mây mù, Diệp Thần vậy có thể cảm nhận được cái này hai người thực lực kinh khủng, tuyệt đối vượt xa trước mắt hắn. Huống chi hắn hiện tại, đã rơi vào sấm sét cạm bẫy, lại hơn vùng vẫy cũng là không làm nên chuyện gì. Diệp Thần đang nhanh chóng suy tư đối sách, nếu như luân hồi huyết mạch không được, vậy hắn liền lấy ra vạn vật mẫu kiếm quyết cùng bụi gai vương miện dung hợp kỹ, cưỡng ép phá vỡ nơi này phong tỏa. Việc này không nên chậm trễ, đem hắn bắt lại đi, trước đem toàn thân linh mạch nghiền nát nói sau. Cô gái kia thanh âm nghe vô cùng là động lòng người, nhưng lời nói ra cũng không so ác độc. May là lấy Diệp Thần định lực, lúc này cũng không nhịn được cả người run lên. Hắn dựa vào sinh tồn cơ sở chính là luân hồi huyết mạch, nếu là bị người cưỡng ép bóp vỡ, sợ rằng sẽ tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần đã từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra vạn vật mẫu kiếm quyết, nhất thời, mình mông kiếm quang trôi đãng ra, đem nơi này mây mù vậy tạm thời ngưng kết. Âu, bên ngoài phụ nữ kia hơi có chút kinh ngạc, lại là một tên kiếm lôi song tu, bước vào lôi đạo còn không bao lâu chứ. Ha ha, vậy thì nhường ngươi xem, cái gì mới thật sự là lôi tu. Oanh! Đầy trời sấm sét giống như là lấy được loại nào đó triệu hoán, điên cuồng vọt tới, căn bản không ngừng được tấn công tình thế. Diệp Thần mạnh cắn răng, chuẩn bị cưỡng ép đối kháng những thứ này sấm sét. Nhưng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một đạo mờ ảo màu tím thần lôi từ trên trời hạ xuống rơi, vô cùng đột ngột, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Vậy đạo màu tím thần lôi quấn lấy Diệp Thần thân thể, nhất thời đem cái này hư không cấm chế toàn bộ đè bể. Diệp Thần không biết là người nào ra tay trợ giúp hắn, nhưng hắn năng lực phản ứng cực nhanh, lập tức liền bắt cơ hội, cưỡng ép thúc giục luân hồi huyết mạch, mở ra hư bia, ở màu tím thần lôi dưới sự chỉ dẫn, từ hư không trong khe chạy trốn. Không tốt. Vậy Thái Lôi Thần Tông hai người lấy là nắm chắc phần thắng, thì có nơi buông lỏng, không nghĩ tới lại bị người thần bí cho thừa cơ chui. Đến khi bọn họ kịp phản ứng lúc đó, Diệp Thần đã biến mất không gặp. Quá lôi thần ở giữa bầu trời, có sấm sét tức giận tiếng gầm thét ra, đó là thần lôi trưởng lão tức giận. Diệp Thần mượn dùng hư bia, chạy trốn tới một chỗ khác địa giới, mà ở trước mặt hắn, vậy một bó màu tím thần lôi vậy hoàn toàn mất đi tác dụng, dần dần tiêu tán. Hắn dài thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng, xem ra sau này không thể hành động thiếu suy nghĩ nữa, được trước thăm dò đối phương thực lực nói sau. Định thần sau đó,
Diệp Thần Tài quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi này là một phiến u tịch núi rừng, một cánh cửa đá xúc đứng ở chỗ này, yên lặng thản nhiên. Mà lúc này, vậy cửa đá phía sau, chính là đi ra một đạo thân ảnh cao lớn. Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Người nọ phát ra sang sảng tiếng cười. Diệp Thần ngưng thần vừa thấy, nhất thời thất kinh. Phi Lôi Thần Tôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước mắt người này, chính là Thái Thượng Thiên Nữ thủ hạ 12 thần tôn một trong, Phi Lôi Thần Tôn. Phi Lôi Thần Tôn vẫn là dáng vẻ trước kia, thân hình cao lớn, to lớn khỏe mạnh, thật giống như một tôn vượt qua hồng hoang cự nhân, trên mình tản ra như có như không uy mãnh thô bạo. Hắn ban đầu từng cùng Phi Lôi Thần Tôn hư ảnh gặp qua, khi đó là ở một nơi thánh sơn. Hơn nữa Diệp Thần còn bắt được Phi Lôi Thần Tôn cùng Thiên Ngục Thần Đế tới giữa nhân quả. Không nghĩ tới lại sẽ ở tình huống như vậy hạ gặp mặt. Mà lần này, càng làm Diệp Thần kinh ngạc chính là, lại là Phi Lôi Thần Tôn bản thể đích thân tới, mà không phải là hư ảnh. Phi Lôi Thần Tôn mặt đầy nụ cười, hắn cùng Diệp Thần tới giữa có không nói được nhân quả, cũng coi là duyên phận một trong. Ha ha, thực không dám giấu giếm, lần này là Thiên Nữ Đại Nhân phái ta tới. Bay Lôi Tôn giả lập tức liền nói ra chuyến này ý đồ, Diệp Thần nghe vậy cũng không cảm giác được kinh ngạc. Nếu không phải bởi vì Thái Thượng Thiên Nữ cùng mình tới giữa bất hòa, sợ rằng 12 thần tôn sẽ không như vậy tận tâm tận lực giúp hắn. Bay Lôi Tôn giả tiếp tục cười nói, Diệp công tử, lần trước ta là mượn một chút hư ảnh cùng ngươi trò chuyện, mà lần này, ta là bản thể đích thân tới, liền muốn hỏi một chút ngươi, phải chăng nguyện ý gia nhập Hoang Lôi Thần Điện. Dù là làm cung phụng cũng được. Diệp Thần sau khi nghe, nhất thời dở khóc dở cười, Bay Lôi Tôn giả thật là kiên nhẫn không bỏ à, lần trước liền đã hỏi, bị hắn uyển ngôn cự tuyệt sau đó, lại còn tiếp tục truy hỏi. Thực không dám giấu giếm, trên người ta luân hồi nhân quả có quá nhiều số mệnh tình cừu, cái nào tông phái đều không cách nào chứa ta cái này tượng Phật lớn, nếu không, có thể sẽ bị dính dấp liên lụy, thậm chí đụng phải diệt tông tai nạn. Diệp Thần lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt. Hắn nơi nào không biết mình trên mình tình huống, không thể cho đồng bạn hoặc là bằng hữu mang đến tai nạn. Nếu như sẽ đối kháng chư thiên, cũng là do một mình hắn bên trên. Mà sẽ không dính dấp đến quá nhiều những thứ đồ khác. Huống chi hắn cũng không nguyện ý bị Phi Lôi Thần Tôn trói buộc, hắn thích vô câu vô thúc, tự do tự tại, cũng không muốn bị giám quản. Luân hồi huyết mạch, là trong trời đất này cao cấp huyết mạch, không có ai có hoàn toàn tư cách bao trùm trên đó. Phi Lôi Thần Tôn thấy vậy, thở dài, ánh mắt hơi có thất vọng. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cả ngày Ngục Thần Đế cùng Ngọa Long Thần Tôn, đều không có thể đem Diệp Thần kéo vào trận doanh, hắn thất bại vậy về tình thì có thể lượng thứ. Phi Lôi Thần Tôn, cảm ơn ngươi cứu ta, không quá ta có chút kỳ quái, rõ ràng ta đem luân hồi lực lượng ẩn núp được cực tốt, nhưng vì sao bị bọn họ phát hiện? Diệp Thần có chút nghi ngờ, theo lý mà nói. Hắn luân hồi lực lượng cực kỳ bí mật, trừ phi là có quá thần, nhâm phi phàm như vậy cường giả ở chỗ này, có lẽ có thể cảm ứng được. Nhưng những cường giả khác, là chắc chắn không cách nào cảm nhận được hắn tồn tại. Diệp công tử, người mới tới nơi này không lâu, có thể còn không biết, vậy một phiến bầu trời, đều là thuộc về Thái Lôi Thần Tông phạm vi. Hơn nữa bọn họ ở đó trên bầu trời bày ra lôi trận, giấu được cực tốt, người vừa mới đến, căn bản không cách nào phát hiện. Phi Lôi Thần Tôn nói như vậy, hắn ở bên này đã đợi một đoạn thời gian, dĩ nhiên là đem Thái Lôi Thần Tông chuyện rõ ràng được vô cùng rõ ràng. Thì ra là như vậy. Diệp Thần nhất thời bừng tỉnh. Vậy nói như vậy, hắn coi như là ở trên trời Lôi Thần Tông tất cả trưởng lão phía dưới mí mắt thi triển luân hồi thuật pháp, không bị phát hiện mới lạ. Vô hình kia sấm sét đại trận lại có thể như vậy khủng bố sao? Ta lại có thể không có nửa điểm phát hiện. Diệp Thần lắc đầu một cái, mọi thứ thở dài nói. Phi Lôi Thần Tôn giải thích nói, đó là thời kỳ viễn cổ để lại đại trận, Thái Lôi Thần Tông người chỉ có thể phát huy hắn bộ phần uy lực, bất quá những thứ này thì đã đủ đem toàn bộ tông môn đặt ở sấm sét đại trận dưới, cùng thế giới bên ngoài ngăn cách ra, tạo thành càng dư thừa tu luyện không gian, đây cũng là rất nhiều lôi tu muốn đi vào Thái Lôi Thần Tông một trong những nguyên nhân. Phi Lôi Thần Tôn là hơn cổ 12 thần tôn một trong. Là Thái Thượng Thiên Nữ người làm, vậy là hạ giới đại năng, có thượng cổ thần tôn bối cảnh, thực lực vô cùng là không tệ. Hắn nơi kết luận kết quả, trên căn bản là chính xác. Diệp công tử, chúng ta về trước Hoang Lôi Điện đi.
nơi này vậy mở Hoang Lôi Thần Điện phân điện sao? Diệp Thần nhất thời có chút kinh ngạc. Phi Lôi Thần Tôn gật đầu một cái. Dĩ nhiên, thiên nữ đại nhân phái ta tới nơi này, trừ trợ giúp ngươi ra, còn muốn thành lập một cái có thể ở Thiên Lôi Thần Sơn chỗ đứng tông phái. Phi Lôi Thần Tôn điểm đến thì ngưng, những thứ khác bí mật liền khó mà nói. Diệp Thần cũng không có đi sâu vào truy cứu, hắn biết chuyện này quan Thái Thượng Thiên Nữ bố trí, sẽ không đối với mình tiết lộ quá nhiều. Ngay sau đó Diệp Thần đi theo Phi Lôi Thần Tôn đi tới Hoang Lôi Điện. Nơi này Hoang Lôi Điện, còn không hữu hình thành quá lớn quy mô, lúc này có trên 100 tên đệ tử, đang ngồi ở trước thần điện trên quảng trường tu luyện. Đây đều là ta nơi khai ra đệ tử, mới bắt đầu giai đoạn cũng không có giống trống khua chiêng. Phi Lôi Thần Tôn cười một tiếng. Diệp Thần cảm thấy cái này cũng không cái gì, dẫu sao Phi Lôi Thần Tôn người mang nhiệm vụ. Không thể quá mức xuất đầu lộ diện. Trước tiền bối đưa cho ta ngũ hành tinh không vòng, nổi lên tác dụng không nhỏ. Diệp Thần nhớ tới, trước đây thật lâu, Phi Lôi Thần Tôn đã từng rơi xuống hư ảnh, muốn nhận mình làm đồ đệ. Nhưng mình cuối cùng vẫn là không có đáp ứng, Phi Lôi Thần Tôn không có so đo, ngược lại đưa một cái nguyên binh cho mình. Vậy cầm ngũ hành tinh không vòng, có chút giống kim cách xoay khí có thể ung dung chém chết kẻ địch, là một kiện giết người như ngóe đổ sắc bén. Ở lúc đó khi đó, một kiện như vậy thần binh đối với Diệp Thần mà nói, nhưng mà không thể có nhiều vũ khí tốt. Tuy nói vậy kiện tinh không vòng xuất hiện không nhỏ kẽ hở, nhưng sau đó vẫn là phát huy tác dụng. Mà lần này, Phi Lôi Thần Tôn tới Thiên Lôi Thần Sơn hơn nữa khai tông lập phái, ẩn núp đã lâu, chắc hẳn không đơn thuần là bởi vì mình, Thái Thượng Thiên Nữ có lẽ còn có càng tuyệt diệu bố trí. Người phụ nữ kia tâm cơ thâm trầm, cho dù là cùng gia nhất tộc Nhâm Phi Phàm, cũng không cách nào đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Diệp Thần tự nhận là bây giờ không phải là Thái Thượng Thiên Nữ đối thủ, hơn nữa hắn cùng Nhâm Phi Phàm là đứng ở một bên. Cho dù hiện tại Thái Thượng Thiên Nữ đem hắn thành tựu nuôi heo kế hoạch hạch tâm, đối hắn chiếu cố có thừa, nhưng hắn biết, hai bên cuối cùng là lợi ích điều khiển, đến cuối cùng, vẫn là sẽ trở mặt trở thành tử địch. Cho nên Diệp Thần một mực ở tránh tình huống nào đó, không muốn cùng Thái Thượng Thiên Nữ đạt tới hệ phái người dính vào thiên đạo nhân quả. Nếu không đến lúc đó, muốn thoát khỏi cũng thoát không ra. Phi Lôi Thần Tôn cũng không biết, Diệp Thần ở ngắn ngủn trong nháy mắt, trong ý nghĩ thoáng qua nhiều như vậy ý niệm. Hắn mang Diệp Thần đi tới một nơi đỉnh núi, nơi này cách Thiên Lôi Thần Sơn ngọn núi chính có so với khoảng cách xa, nhìn sang thời điểm, mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Người phải chăng đã phát giác luân hồi huyền bi chập chờn? Phi Lôi Thần Tôn đột nhiên hỏi nói. Diệp Thần ngây ngẩn, hắn có chút kinh ngạc, Phi Lôi Thần Tôn cũng biết hắn chuyến này mục đích. Không cần kinh ngạc, những thứ này đều là thiên nữ đại nhân xem bói đi ra ngoài, ta cũng không có vậy cùng bản lĩnh thông thiên. Bất quá là thiên nữ đại nhân nhường ta chuyển cáo ngươi, thứ ngươi muốn, hẳn là ở Thái Lôi Thần Tông trong đó, hơn nữa còn bị coi là bảo vật chấn tông. Phi Lôi Thần Tôn ánh mắt thâm thúy. Hắn nhìn về phía Thái Lôi Thần Tông chỗ ở phương hướng, đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ còn cất giấu một ít bí mật không thể nói. Diệp Thần không có chối. Đúng, ta chuyến này tới, đúng là vì tìm luân hồi huyền bi ở giữa lôi bia, lấy này tới tăng cường luân hồi huyết mạch lực lượng, tiền bối có thể hay không cùng ta nói một chút, Thái Lôi Thần Tông rốt cuộc là vì sao tình huống. Dĩ nhiên, chợt, Phi Lôi Thần Tôn liền đem mình biết sự việc, toàn bộ thuật lại một lần. Thiên Lôi Thần Phong thế lực lớn nhất là Thái Lôi Thần Tông, nghe nói truyền thừa từ Thái Cổ, tăng thủ bảo vệ thiên đạo lôi kiếp, hậu thiên đạo rời đi, nhưng nơi đây vẫn là lôi tu thánh địa. Vì vậy còn có không thiếu cường đại lôi tu lưu nơi này chỗ, ở Thái Lôi Thần Tông bên trong, đảm nhiệm trưởng lão hoặc là chức cung phụng. Bất quá theo thời gian rời đổi, những năm gần đây, Thiên Lôi Thần Sơn ở lôi tu đoàn thể ở giữa danh tiếng càng ngày càng vang dội, Thái Lôi Thần Tông tuy vẫn là một nhà độc quyền. Nhưng cũng có môn phái nào san sát lên, ở nơi này Thiên Lôi Thần Sơn trong đó, tranh được một chỗ ngồi. Nơi này Hoang Lôi Điện, nhiều nhất mà nói, chính là một tiểu tông phái. Dĩ nhiên, đây cũng là Phi Lôi Thần Tôn chẳng muốn nhanh chóng khuếch trương kết quả, chỉ cần hắn cho thấy chân chính thực lực mượn thái thượng thế giới tài nguyên, vẫy tay lay động, thì có hàng ngàn hàng vạn lôi tu muốn đi vào Hoang Lôi Điện. Diệp công tử, ta ở tới đây xử chi trước. Thiên nữ đại nhân cũng không có hướng ta rõ ràng nói qua những lời đó, vì vậy ta chỉ có thể suy đoán thứ ngươi muốn ngay tại Lôi Thần Tông trong đó.
nhưng nếu là muốn xác nhận, cần chính ngươi đi vào thăm dò. Phi Lôi Thần Tôn tính cách hào sảng, không tốt nói láo, hơn nữa trước hai lần đối Diệp Thần ấn tượng cũng không tệ, vì vậy cũng không có nửa trận nửa che nói chút nói láo. Diệp Thần nghe vậy, ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Ngược lại vô cùng là cảm kích. Thái Thượng Thiên Nữ bên kia, cơ hồ có thể xác định Lôi Bia liền che giấu ở Thái Lôi Thần Tông trong đó. Nếu là muốn xác định là hay không thật là Lôi Bia, vậy thì cần chính hắn tiến vào Thái Lôi Thần Tông đi xác nhận. Đã như vậy, vậy ta liền muốn tiến vào Thái Lôi Thần Tông trong đó đi xem một chút, chỉ bất quá, Thái Lôi Thần Tông hẳn không như thế dễ dàng vào. Diệp Thần suy nghĩ, đem trên người mình nơi sự tình phát sinh nói ra, chỉ bất quá Diệp Thần cũng không nói ra, ở xuyên qua thiên lôi cổ đạo lúc lấy được vậy ba đóa hoa sen. Đối với thiên lôi này cổ đạo, hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, vì vậy hết thảy lấy chú ý thì tốt hơn. Bất quá Phi Lôi Thần Tôn nghe vậy, ngược lại là rất kinh ngạc. Thiên lôi cổ đạo, đây chính là thời kỳ viễn cổ truyền thừa xuống cao nhất mộ đạo, vậy cái cổ đạo bên trong đã từng đi ra hai người lôi đế, đều là ngang dọc tinh vực, độc đoán thiên cổ nhân vật. Phi Lôi Thần Tôn biết được một ít ngày lôi cổ đạo bí văn tin đồn, ở đó cực kỳ rất xa niên đại, điều này thiên lôi cổ đạo nhưng mà vô số người hâm mộ truy tìm thần vật. Khi đó, cái này chư thiên vạn giới tu luyện chủ yếu không phải kiếm tu, cũng không phải thể tu, mà là lôi tu. Lúc đó lôi tu có thể nói cường thịnh tạm thời, cơ hồ chiếm cứ chư thiên vạn giới nửa vách đá giang sơn. Nguyên nhân chủ yếu là lôi tu trong đó ra hai người chí cao vô thượng lôi đế, thiếu chút nữa nhất thống chư thiên vạn giới, hiệu lệnh quần hùng thiên hạ. Bất quá đây đều là cổ xưa qua lại, bắt được tới hôm nay không đáng giá để ra. Hôm nay lôi tu, bất quá là rất nhiều hệ thống tu luyện trong đó một vòng, coi là không được biết bao xuất sắc. Phần lớn lôi tu đều tụ tập ở cái này thiên lôi thần sơn khu vực vùng lân cận. Như nếu thật vạn hoa cùng nở, ngang dọc chư thiên, lại sao sẽ đến phiên Thái Lôi Thần Tông một nhà độc quyền? Tiền bối, muốn như thế nào mới có thể tiến vào Thái Lôi Thần Tông? Ở tới đây trước, có người nói ta thực lực không đủ, không cách nào tiến vào Thái Lôi Thần Tông. Hắn cũng không có đem cầm đao lôi tu gây khó khăn chuyện của mình nói ra, cái loại này nhỏ thù giữ lại phía sau đi báo là tốt. Hiện tại không cần nói tới. Làm Phi Lôi Thần Tôn nghe được Diệp Thần nói như vậy sau đó, nhắm mắt trầm tư hồi lâu. Nếu quả thật muốn tìm tòi kết quả, vậy ngươi được tiến vào trước trong đó, vừa vặn 7 ngày sau, Thái Lôi Thần Tông đem sẽ triệu tập tông chủ cứ mặc cho đại hội, mới tông môn cầm lái sắp lên vị, khánh điển bắt đầu lúc đó, sẽ đối với Thiên Lôi Thần Sơn tông môn mở cửa. Khi đó ngươi liền có thể đi vào, tìm tòi kết quả. Diệp Thần nghe vậy, cảm thấy đây cũng là một biện pháp tốt. Hắn lại cùng Thiên Lôi Thần Tôn nói chuyện với nhau nửa nén nhang thời gian, hai người nói đến nhân quả tuần hoàn, cũng tận lực tránh. Bay lôi tôn giả không cách nào đem Thái Thượng Thiên Nữ giao phó chuyện toàn bộ lôi ra, Diệp Thần cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng hắn, vì vậy hai bên có cất giữ. Hắn ở Phi Lôi Thần Tôn dưới sự an bài, tiến vào hoang lôi trong điện, trạng vạng tối, nửa đêm hạ xuống, nơi này đêm, có một chút yên tĩnh. Diệp Thần cảm thụ trong cơ thể luân hồi lực lượng, một lần lại một lần tiến hành tuần hoàn, trong cơ thể ba bụi cây sấm sét thần liên, hiện ra chấm dị tượng. Diệp Thần chợt cảm thấy tò mò, cái này ba bụi cây sấm sét thần châu liên, là từ thiên lôi cổ đạo bên trong lấy tới. Lúc ấy hắn còn chưa sử dụng thực lực gì, vậy ba bụi cây thần liên liền biến thành khôi giáp, sống nhờ tại hắn bề ngoài. Cẩn thận cảm thụ dưới. Diệp Thần có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa dâng trào sấm sét lực lượng. Chẳng lẽ đây chính là luân hồi chi chủ đại khí vận mang đến kỳ ngộ sao? Diệp Thần ngưng thần ngắm nhìn, hắn vận dụng thần niệm, đến gần vậy sấm sét, từng bước từ từ luyện hóa, thời gian không có gặp phải bất kỳ trở ngại, như nước chảy mây trôi thoải mái tự nhiên. Diệp Thần không nhìn thấy, mình thân xác ở trong bóng tối mơ hồ sáng lên, nóng bỏng lưu luyến, xem dục hỏa phượng hoàng như vậy. Dị thường kinh người. Lên. Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt, hắn cả người tràn ngập vô cùng đậm đà sấm sét thần lực, thanh thế bức người, toàn thân trong suốt, giống như thần thai như vậy, óng ánh như ngọc. Ba bụi cây thần liên dần dần hòa tan, khi thì biến đổi thành khôi giáp, lại khi thì hóa thành nhất phẩm trường kiếm, tung tích không đoán ra. Vậy đạo lôi đình ở mình trong cơ thể di động, mọi thứ uy lực, tích chứa trong đó, cơ hồ phải đem dãy núi này xuyên qua. Bất quá cuối cùng,
Diệp Thần cưỡng ép đè xuống sắp bộc phát ra sấm sét hơi thở, không làm hắn lan truyền. Bất quá sấm sét uy lực còn lại không cách nào tản đi, ngưng kết thành lóe lên sấm sét băng xương, nhất thời đập mặc hai ngọn núi, nhường rất nhiều thú sấm hốt hoảng chạy trốn. Không chỉ là thú sấm, liền Hoang Lôi Điện các đệ tử cũng bị kinh động, rối rít đi ra tra xem tình huống. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đầu kia hoang lôi thú lại tới sao? Chúng ta cũng không có động nó con cháu. Không có, người suy nghĩ nhiều. Vậy rõ ràng chính là lôi đạo hơi thở hạ xuống, là có người đột phá. Không biết là người nào? Chúng ta nơi này chính là Hoang Lôi Điện. Bay Lôi Tôn giả đang sau núi bế quan tu luyện, cảm ngộ lôi đạo, chợt bị một hồi cuồn cuộn khí thế thức tỉnh. Hắn mau chạy ra đây tra xem, nhưng phát hiện là Diệp Thần ở địa phương đó, toát ra hơn đạo lôi đình thành tựu xuất sắc. Tên này chẳng lẽ là thực lực cũng hoặc là thể chất lại đột phá. Bay Lôi Tôn giả vậy ngây ngẩn, cho đến hắn thấy vậy bọc ở trong lôi đình Diệp Thần, tài xác nhận tên này lĩnh ngộ vô thượng thiên lôi chi đạo. Nhất thời, hắn tâm thần kích chiến, tạm thời tới giữa cũng không nói ra lời. Như vậy mênh mông tràn ngập hơi thở, xa không phải người thường có thể đụng. Lại nhìn một chút tạo hóa như thế nào. Sấm sét trong đó, Diệp Thần trong cơ thể đang chịu đựng thiên lôi cắn trả, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, cho tới nay khôn khéo vậy đạo lôi đình, lại có thể học biết liền phản kháng. Chín tòa lôi cuốn ở hắn khí hải trong đó, mơ hồ thành hình, điện quang dòng nước chảy, hòa lẫn nhiều loại màu sắc quang hà. Những ngày đó lôi giống như lục bình, bay tới bay lui, lắc lư bể tan tành, cuối cùng dung vào lôi quang bên trong, nhường vậy chín đạo lôi miệng đổi được càng phát ra mạnh mẽ. Mà Diệp Thần chính là tĩnh tâm ngồi xếp bằng, trong cơ thể hắn, phảng phất có chín tòa sắp bùng nổ sấm sét núi lửa. Vậy chín tòa sấm sét núi lửa chậm rãi thành hình, ở hắn trên đỉnh đầu buộc vòng quanh một phiến hư không hắc động, lôi đình lực đến đây. Đây là sấm sét cửu động thiên. Bay Lôi Tôn giả là hoàn toàn bị rung động. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa bước vào lôi tu một đường Diệp Thần, lại lĩnh ngộ ra liền sấm sét cửu động thiên. Bất kỳ lôi tu ở bước vào con đường này sau đó, trong cơ thể liền sẽ ngưng tụ ra động thiên. Cái gọi là động thiên, có thể cùng đan điền khí hải cùng hấp thu, đổi thành, thậm chí chứa thiên địa linh khí, cũng có thể đưa đến khu lôi chánh tà, làm động phủ tu luyện cùng tác dụng. Cũng có mấy tên Hoang Lôi Điện trưởng lão nhận ra Diệp Thần trên đầu dị tượng, nhất thời sợ hãi kêu, bởi vì điều này thật sự là quá mức kinh người. Trong tin đồn cửu động thiên, nhưng mà lôi tu thiên phú tiềm lực đạt tới tuyệt đỉnh lúc đó, mới phải xuất hiện 9 cái động thiên. Có thể ra 8 động thiên người, đều là vạn cổ không một tuyệt thế thiên tài. Mà từ xưa đến nay lôi tu phát triển ngàn vạn năm thời gian tới nay, toát ra 8 động thiên còn chỉ có 2 người. Vậy 2 người cuối cùng đều là xuyên qua thiên lôi cổ đạo, trưởng thành là chí tôn lôi tu, trở thành đại đế cảnh giới nhân vật truyền kỳ. Lúc ấy 2 người liên thủ, thiếu chút nữa nhất thống chư thiên. Vạn giới gặp nhau, 10 phần khổng lồ. Chỉ có luyện được 8 động thiên người, mới có thể có tu luyện thành đế tư chất. Diệp Thần hiện ra này cùng dị tượng, rõ ràng ngay cả có thành đế khuynh hướng. Nhất niệm đến đây, Bay Lôi Tôn giả ngược lại hít một hơi khí lạnh trong lòng nhất thời cảnh giác, trước hết cầm tin tức này nói cho tiên thiên nữ bệ hạ mới được. Vậy 9 cái động thiên thật giống như là chân thực động phủ, cùng nguyên phiến lôi đế hòa vào nhau, cơ hồ giống như thiên địa hội họp. Hoang Lôi Điện các đệ tử cảm thấy vạn phần kinh ngạc, bọn họ ban ngày lúc vậy gặp qua cái này một người, nhưng nhìn lướt qua sau đó liền rất nhanh rời đi ánh mắt. Một cái cấp thấp lôi tu, căn bản không cái gì đáng chú ý. Mà hiện tại cái này cấp thấp lôi tu hiện ra thiên phú nhường bọn họ cảm thấy rung động. Đối với lôi tu mà nói ngưng tụ 5 cái động thiên cũng đã là hết sức khó khăn chuyện, chỉ có đại khí vận người mới có thể tu tới. Càng không cần phải nói 9 cái động thiên. Thật là không ai có thể là. Những thứ này cấp thấp lôi tu không rõ ràng 9 cái động thiên hàm nghĩa, nhưng phi lôi thần tôn nhưng hết sức rõ ràng. Lôi tu thực lực có khác biệt, thiên phú cũng không hết sức giống nhau, thế gian lại là có các loại các dạng lôi tu, có thể nói không có cái nào lôi tu có thể tại tất cả sấm sét lãnh vực đạt tới đỉnh cấp. Phi lôi thần tôn tự lẩm bẩm, còn chưa từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Năm đó vậy 2 người lôi đế xưng bá cửu thiên thập địa. Ngang dọc chư thiên vạn giới, vậy chỉ là mở ra 8 cái động thiên mà thôi. Trong truyền thuyết cửu động thiên, căn bản không người đạt tới, vậy chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới.
như nếu thật có người có thể đạt tới cửu động thiên, đó chính là thiên cổ vạn thế tới nay, xứng đáng không thẹn thứ nhất lôi tu. Vô tận sấm sét trong đó, sáng mở nhô lên, vậy sấm sét lại là hóa thành một cái sông dài, che giấu tại trong hư không, ký hiệu thần bí lóe lên không ngừng, hóa làm sấm sét núi lửa, mạnh mẽ ra, ánh ra vạn năm chìm nổi, tình cảnh thật là nguy nga. Chỉ bất quá cảnh tượng như vậy hạn chế phạm vi, chỉ có hoang lôi điện người có thể thấy. Ước chừng qua nửa giờ, Diệp Thần rốt cuộc hoàn thành sấm sét diễn hóa, chín cái động thiên vậy dần dần ngừng công kích. Các ngươi nghe cho kỹ, hôm nay nơi gặp chuyện, người bất kỳ cũng không được tiết lộ đi ra ngoài. Phi Lôi Thần Tôn quay đầu lại, lạnh lùng quét nhìn trong tông môn mấy trăm tên đệ tử. Hắn có thể không muốn chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, cần ở thời gian đầu tiên đem việc này bẩm báo cho thiên nữ đại nhân, do nàng làm định đoạt. Nghĩ như vậy, Phi Lôi Thần Tôn bàn tay vung lên, trong ngón tay có lôi đình lực, quấn quanh ra, đem nơi này tràng vực phong tỏa. Hành động này là vì giúp Diệp Thần che giấu hơi thở, để ngừa những tông phái khác người phát hiện như vậy ngút trời dị tượng. Sợ rằng Diệp Thần mình cũng không muốn nhường người khác phát hiện, vì vậy tài đè xuống cửu đại động thiên sinh ra rung động khí thế, nếu không bằng vào cửu động thiên uy lực, lại nơi nào chỉ sẽ hủy xấu xa hai ngọn núi. Liền chu vi vạn dặm vách núi, cũng có thể bị hoàn toàn rung sụp, không còn tồn tại. Sấm sét trong động phủ, Diệp Thần mặt ngoài thân thể, vậy dần dần khôi phục bình thường. Hắn ý thức chậm rãi từ cửu đại động thiên trong đó đi ra ngoài, trở về bản thể, đợi hắn mở ra hai tròng mắt, thì có mắt thường có thể thấy được sấm sét lóe lên, đem trước mặt hư không chiếm đoạt chìm ngập, lôi lực thập phần cường đại. Diệp Thần mới vừa muốn hỏi một chút hỗn độn lôi đế, cái này cửu động thiên rốt cuộc là cái gì, không nghĩ tới hỗn độn lôi đế nhưng dẫn đầu mở miệng trước. Hắn linh thể nổi lên, lơ lửng, vậy đôi như sấm chói lọi vậy thâm trầm con ngươi, chính là đổi được vô cùng là phức tạp. Xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi, cũng hoặc là nói, ta cho tới nay đánh giá cao mình. Hỗn độn lôi đế thở dài, không biết lòng bên trong là loại gì phức tạp mùi vị. Hỗn độn lôi đế từ xuất thế tới nay, liền vẫn là mạnh nhất sấm sét tu sĩ một trong, hơn nữa hắn đản sanh vô thiên địa căn nguyên tới giữa, có hỗn độn cao nhất sức mạnh to lớn, không cần tu luyện thế nào, đều có thể đạt tới phần lớn lôi tu đều không cách nào sánh bằng cao độ. Bằng vào thiên phú, hắn vượt qua nhất là thư thích hỗn độn sơ khai thời đại, hơn nữa ở chỗ này thời gian đánh bại rất nhiều cùng cấp cường giả khác, độc bá vạn cổ. Sau đó hỗn độn lôi đế cảm thấy thời đại thái cổ quá không thú vị, liền lựa chọn ngủ say, đợi hắn khi tỉnh lại, đã tiến vào quần hùng tranh bá viễn cổ trung kỳ, phục hy cùng với sau đó hồng quân lão tổ các người, dần dần xưng bá thiên địa. Mà bọn họ cái này một nhóm đản sanh vu hồng mông hỗn độn đệ nhất cường giả, chính là dần dần mất đi bá chủ quyền. Không chỉ là hắn, hỗn độn ngũ tử đều là như vậy, lấy vì mình thiên phú chắc tuyệt, được hồng mông chiếu cố, liền tùy ý ngông là, không biết tiến thủ. Chân chính tiến vào viễn cổ thời đại lớn, mới phát giác đến mình thực lực xa xa không đủ, bị một đám bá chủ cấp cường giả đánh được thần hồn câu liệt. Đến cuối cùng, chỉ có thể đem một món thần hồn gửi nhờ tại luân hồi mộ địa, khẩn cầu thay đổi. Hắn ban đầu từ hồng mông bên trong đi ra, từ mang thiên đạo sáng lập lôi tu hệ thống, có thể gọi là trên thế giới vị thứ nhất lôi tu. Chỉ bất quá hắn nơi tồn tại niên đại quá mức rất xưa, hậu nhân không thể nào biết được hắn tin tức, vì vậy cũng không biết, chư thiên vạn giới đã từng quả thật xuất hiện qua có cửu lôi động thiên lôi tu. Người mở đi ra ngoài cái này cửu lôi động thiên, chính là lôi tu bên trong cường đại nhất thiên phú, không liên quan thực lực cũng không quan hệ kinh nghiệm, cùng khí vận có liên quan, ngươi là đại khí vận người. Ngàn vạn năm qua, cũng không có xuất hiện nữa chín tầng trời lôi tu. Ngươi ở lôi đạo thiên phú, có thể coi như là từ khai thiên lập địa tới nay người thứ hai. Hỗn độn lôi đế mở miệng nói, thần sắc nghiêm nghị, hắn có thể dự gặp, Diệp Thần tương lai định trước sẽ lấy sấm sét lóng lánh thế giới. Diệp Thần nghe lời nói này sau đó, vậy ngây ngẩn. Hắn biết cái này cửu lôi động thiên tuyệt không đơn giản, nhưng vậy chưa từng nghĩ tới sẽ khan hiếm đến như vậy trình độ. Cái này, Diệp Thần không khỏi phát ra nghi vấn, vậy người thứ nhất là ai? Hỗn độn lôi đế cười khổ một tiếng. Diệp Thần nhất thời liền biết rõ, người thứ nhất chính là trước mặt hỗn độn lôi đế. Trong lòng không khỏi thổn thức. Cái này hỗn độn lôi đế chính là viễn cổ hỗn độn ngũ tử một trong, đại biểu hồng mông trình độ cao nhất lực lượng, cho tới nay thuộc về đỉnh thế giới,
liền thần hồn tiến vào luân hồi mộ địa, vậy duy trì cao cao tại thượng tư thái. Có lẽ đây cũng là bọn họ biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử một trong những nguyên nhân đi, quá mức tự đại thanh cao, không muốn buông xuống dáng vẻ, cũng không muốn đi tiếp xúc hắn đạo võ học, cho nên mới sẽ dần dần tàn lụi. Hỗn độn lôi đế cũng không muốn lại nói chuyện nhiều chuyện cũ, mà là nhường Diệp Thần buông lỏng thần niệm, còn hắn thì lộ ra một đạo hỗn độn sấm sét, dò tra được Diệp Thần trong cơ thể 9 cái động thiên. Vậy 9 cái động thiên chính là Diệp Thần sau này thành tựu lôi tu cơ sở, những người khác lúc tu luyện có lẽ chỉ có 2 đến 3 cái động thiên, có thể đem sấm sét hấp thu, đổi thành biến thành tự thân lôi lực tính. Mà Diệp Thần 9 cái động thiên có thể toàn lực vận hành, giúp hắn tu luyện, tốc độ là những người khác ngàn gấp vạn lần còn không ngừng. Hơn một cái hang trời, lôi đạo tốc độ tu luyện liền sẽ mau hơn gấp vạn lần. Như vậy thiên phú, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Huống chi hỗn độn lôi đế còn đã từng tiếp xúc qua Diệp Thần một chút linh nghiệm, biết hắn qua lại trải qua đủ loại. Diệp Thần không chỉ có đại khí vận, còn có đại nghị lực, viên kia tim giống như sắt thép vậy, bền bỉ không rút ra. Không thể không nói, hắn phù hợp thành đế hết thảy điều kiện. Hỗn độn lôi đế cơ hồ có thể kết luận, mình đem gặp gỡ chứng một tôn đại đế chậm rãi quật khởi. Được, hiện tại ta nói cho ngươi cửu động thiên rốt cuộc ý vị như thế nào. Hỗn độn lôi đế quyết định, hắn phải đem mình vạn cổ tới nay lôi đạo kinh nghiệm tu luyện, cùng với biết bí văn đều là nói cho Diệp Thần, cũng coi là bồi dưỡng được một tên người nối nghiệp. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, thần hồn như cũ thuộc về mở cửa trạng thái, mà ngay sau đó, một đạo trình độ cao nhất nồng nặc sấm sét màu vàng, từ hỗn độn thần đế ấn đường lan tràn ra. Vậy một đạo sấm sét màu vàng, ngưng tụ vạn cổ năm tháng tu luyện tinh hoa, cho dù là về sau 2 người 8 động thiên lôi đế, cũng không cách nào tiếp xúc tới cái này cùng thiên đạo tài nguyên. Diệp Thần không giữ lại chút nào, đem vậy đạo sấm sét màu vàng dung vào bên trong cơ thể. Hắn trong đầu, nhiều hơn rất nhiều thần bí thêm cổ xưa tin tức, còn cần thời gian dần dần tiêu hóa. Làm xong những thứ này sau đó, hỗn độn lôi đế thần sắc hơi có vẻ bị thiếu, liền trở lại luân hồi mộ địa trong đó đi nghỉ. Diệp Thần chính là phân ra một đạo thần niệm, nói cho Phi Lôi Thần Tôn, hắn còn cần đột phá. Có thể đem hắn chỗ ở khu vực này, phong là cấm khu. Chỉ như vậy, thời gian qua có 6 ngày. Diệp Thần rốt cuộc đem hỗn độn lôi đế truyền tới vậy tia thần niệm hấp thu xong, cả người trên mình lần nữa xông ra sấm sét lúc cũng đổi được không giống nhau. Hắn nơi cho gọi ra sấm sét có thể biến đổi màu sắc, cạn có thể tới trong suốt, sâu có thể tới biển xanh. Tóm lại, hắn đem sấm sét ngưng luyện đến trình độ cao nhất. Trong này dĩ nhiên không thiếu được vậy tia truyền thừa trợ giúp. Hỗn độn lôi đế nơi cho gọi ra màu vàng lôi ấn, dùng Diệp Thần thông hiểu cổ kim truyện, từ hồng mông mới bắt đầu, thiên địa mở ra, sấm sét ra đời, rồi đến lôi tu hoành hành, tới hôm nay suy thoái, đều là giấu vào trong đó, đi theo vạn cổ lưu truyền. Dĩ nhiên, hắn cũng biết mình tu luyện cửu động thiên, đại biểu hàm nghĩa. Đó là lôi tu hệ thống bên trong, chí cao vô thượng tồn tại. Nếu là không có bất ngờ, yên ổn trưởng thành tiếp, Diệp Thần đem sẽ trở thành là cái này mạnh nhất trên thế giới lớn lôi tu. Nếu như có thể đem lôi đình lực cùng luân hồi huyết mạch hòa hợp và, chung nhau chấp trưởng thiên đạo sấm sét cùng lục đạo luân hồi, vậy sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới? Diệp Thần trong lòng mơ hồ có mong đợi. Nhưng vào lúc này, hắn một món thần niệm chập chờn truyền ra, nhưng ngực khối kia cũ nát lệnh bài cũng có phản ứng. Tấm lệnh bài kia nhất thời cũng có lôi quang lóe lên, chỉ bất quá vậy đạo lôi chỉ là màu đỏ thẫm, dị thường yêu dị tươi đẹp. Diệp Thần nhận ra, đạo này màu đỏ thẫm lôi quang, lại cũng là một phần truyền thừa. Hắn đón nhận phần này lôi quang, tiến vào ý thức trong đó, khi biết được bên trong tin tức sau đó, chợt có chút kinh ngạc. Bởi vì đây lại là mặt trời lôi tông tông chủ minh bài. Hắn đem phần này minh bài hấp thu, liền tương đương với trở thành mặt trời lôi tông một đời mới trưởng môn nhân. Nhưng mặt trời lôi tông rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Diệp Thần đến nay còn không biết hiểu. Màu đỏ thấm sấm sét tiến vào hắn ý thức sau đó, liền hóa thành 3 cái chớp sáng, Diệp Thần từ trong đó cầm lên một cái chớp sáng, rút ra chọn lựa một quyển bí tịch. Cửu chuyển lôi tuyệt thể. Đây là chỉ có mặt trời lôi tông truyền người mới có thể tu luyện bí pháp, luyện tới đỉnh cấp, có thể bằng vào sấm sét khu, chống lại thiên quân lão tổ mà không rơi hạ phong. Diệp Thần từ kim quang kia lòe lòe chớp sáng bên trong,
lại rút ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này toàn thân có ngăm đen sắc, nhưng là bề ngoài có sấm sét đường vân, bò lổm ngổm trên đó, cực kỳ giống như thật. Hơn nữa chiếc nhẫn này lên sấm sét, phần quanh thành phải, đối nhất trung tâm vậy đỉnh đầu hạt châu màu tím chúng tinh cùng nguyệt, quỳ bái. Ngự Lôi Thiên Huyền Kiêng. Diệp Thần từ nơi đó truyền thừa ý thức trong đó, biết này chiếc nhẫn tên chữ. Cái cuối cùng chớp sáng, thì lơ lửng như nhau Diệp Thần xem không hiểu khí vật. Vậy kiểu đồ giống như là một cái ba xoa chùy, nhưng lại cực kỳ thạc dài khỏe mạnh, hơn nữa ba cây nhọn gai cơ hồ mau cũng tới một chỗ, tột đỉnh chỗ phơi bày ra cong độ cong. Nhìn qua giống như là một cái súng trường. Tựa như chùy không chùy, tựa như thương không thương. Diệp Thần đem cái này nhìn qua bình thường không có gì lạ vũ khí lấy ra, tỉ mỉ thưởng thức, rồi sau đó phát hiện lại có thể đem hắn nhét vào luân hồi mộ địa trong đó. Mấy thứ đồ này, cùng sau đó có thời gian lại tới từ từ nghiên cứu, hiện tại hắn mục đích chủ yếu chính là muốn lẫn vào Thái Lôi Thần Tông, hỏi dò luân hồi lôi bia tin tức. 7 ngày thời gian đã đến, ngày thứ 2, chính là Thái Lôi Thần Tông mở ra ngày giờ. Lần này lần nữa tuyển chọn Thái Lôi Thần Tông tông chủ. Là Thiên Lôi Thần Sơn một đại thịnh sự, người bình thường cũng không thể tùy tiện tiến vào. Phàm là tiến vào người, đều là cần bằng chứng. Thái Lôi Thần Tông rộng mời Thiên Lôi Thần Sơn các thế lực lớn, cùng với rất nhiều mạnh mẽ tán tu, còn có trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, chính là vì nhường rất nhiều lôi tu làm chứng trẻ tuổi nhất tông chủ nhậm chức. Loại tin tức này thả sau khi đi ra, rất nhiều người cũng từ trong đánh hơi được mùi không giống tầm thường. Ôm trước xem náo nhiệt tâm tính. Không ít người đã tại trước một đêm trước thời hạn đến Thái Lôi Thần Tông. Còn không có nhận được người mời, thì là không thể tham dự. Thiên Lôi Thần Sơn 10 đại tông phái, mỗi một cái cũng chỉ có thể mang có hạn danh ngạch. Đối với lần này, Diệp Thần đi trước cùng Phi Lôi Thần Tôn bàn, xem có thể hay không thay hắn lấy được một chỗ. Dễ làm, ta đã từng giúp qua vậy Cửu Lôi Thần Cung cung chủ một lần, nàng còn thiếu ta một cái ân huệ, lúc này nhường nàng còn lên là được. Phi Lôi Thần Tôn cười nói, phất tay một cái, không thèm để ý chút nào, mà đối với Diệp Thần đột phá cửu động thiên sự việc, hắn vậy chút nào chưa từng nói tới. Có chút thời điểm, mọi người trong lòng hiểu rõ là được. Ngày đó Diệp Thần liền cùng Phi Lôi Thần Tôn, cùng đi đến Cửu Lôi Thần Cung. Cửu Lôi Thần Cung là Thiên Lôi Thần Sơn 11 trong những đại thế lực, cũng là sau đó cư thượng tông phái. Mà Cửu Lôi Thần Cung trong đó, lấy phái nữ lôi tu là nhiều. Tông chủ giao dịch không hàn, lại là một tên cao cấp lôi tu, đứng hàng Thiên Lôi Thần Sơn 10 đại cường giả nhóm. Cửu Lôi Thần Cung giống vậy ở vào một nơi sấm sét địa mạch, nơi đó tuy kém hơn Thái Lôi Thần Tông lôi lực mãnh liệt, nhưng cũng so ngoại giới cường thượng rất nhiều. Diệp Thần tiến vào vậy tông môn kết giới, liền phát giác bên trong có động thiên khác, tầng tầng đỉnh núi từ đất bằng phẳng lên, lộn xộn thích thú, mà ở trên ngọn núi, chính là tọa lạc thành đoàn cung điện. Cửu Lôi Thần Cung đệ tử, đều là ăn mặc cùng một màu xanh váy trắng bào, lấy làm trắng là làm nền tảng cơ sở, thêm lấy màu xanh sấm sét trận văn. Đầy trời lôi đình lực lóe lên không ngừng, luôn luôn là được nghe được những cái kia nữ đệ tử thanh hát tiếng. Chỗ này địa phương, ngược lại là cùng Kiêm Gia Kiếm Phái có chút tương tự, cùng Kiêm Gia Kiếm Phái khác biệt chỗ, liền ở chỗ trai gái phân trị. Tiến vào Cửu Lôi Thần Cung nam đệ tử, phần lớn tư chất bình thường, không cách nào ra mặt. Vì vậy nơi phân phối đến tài nguyên tu luyện vậy tương đối kém sức lực. Diệp Thần một đường cưỡi ngựa ngắm hoa, đi tới cao nhất vậy một nơi cung điện. Ở đó liên trên đài, có một tên người mặc làm nhà trắng bảo đoan trang cô gái, đang ngồi xếp bằng tu luyện. Đó chính là Cửu Lôi Thần Cung tông chủ, Giao Dịch Không Hàn. Dịch tông chủ, hôm nay lão đầu tử tới, chỉ sợ là quấy rầy ngươi thanh tu. Phi Lôi Thần Tôn vui vẻ cười to, bước ra. Giao Dịch Không Hàn mở ra hai tròng mắt, trên mặt hiện ra lau một cái nụ cười lạnh nhạt. Thần tôn các hạ tới đây, làm Cửu Lôi Thần Cung nhà nghèo thêm rực rỡ, nơi nào gọi là quấy rầy. Giao Dịch Không Hàn cùng Phi Lôi Thần Tôn chợt nói chuyện với nhau. Hai người nhập điện, tướng ngồi nói, Diệp Thần cũng là một đường yên lặng đi theo, cũng không lên tiếng. Vòng một vòng sau đó, Phi Lôi Thần Tôn mới nói ra chính đề, nói Diệp Thần là mình một vị lão hữu chi tử. Lần này muốn trước đi tham gia Thái Lôi Thần Tông cứ mặc cho đại điển, gặp cảnh đời mong Giao Dịch Không Hàn có thể mang theo hắn. Dĩ nhiên không có vấn đề. Giao Dịch Không Hàn ánh mắt chuyển động, ở Diệp Thần trên mình dừng lại chốc lát, sau đó liền lấy ra.
vậy thì cảm ơn Dịch tông chủ. Phi Lôi thần tôn lặng lẽ cho Diệp thần truyền âm, nhưng hắn vạn sự dẹp an toàn làm trọng, liền cáo từ rời đi. Diệp thần không kiêu không nóng nảy, vừa không có nhát gan hèn nhát, cũng không có cuồng vọng tự lớn, mà là nghe theo giao dịch không hàn an bài, đi tới một nơi đỉnh núi. Tới đây trước hắn tiếp tục cất giấu mình tu vi, vẫn là cấp thấp lôi tu. Bất quá so với trước tới, vẫn là mạnh hơn một ít, miễn cưỡng có thể đạt tới nhập môn giai đoạn. Khi lấy được lôi bia trước, hắn lựa chọn phương thức chính là có thể tùy tiện thì tùy tiện, không để cho quá nhiều người chú ý tới mình. Giao dịch không hàn phái người, tùy ý đem hắn an bài ở một nơi gỗ xây dựng mà thành tạp trong nhà, rồi sau đó liền bỏ mặc không hỏi. Tên kia đệ tử tạp dịch gặp Diệp thần tu vi còn không có mình cao, thay hắn chỉ rõ chỗ ở sau đó, liền bĩu môi, xoay người rời đi. Diệp thần cười một tiếng, không quá mức để ý. Thế giới này vốn là bạc tình. Người một khi có thực lực, uy sắp chư thiên, đem sẽ tiếp nhận vạn đạo truy đuổi nâng, trăm triệu người sùng bái. Có thể nếu là không có thực lực, cũng chỉ có thể mặc cho người khi dễ. Đi tới chỗ nào, đụng phải đều là lạnh lùng bạch nhãn. Dĩ nhiên, càng nhiều người hơn chính là không quan tâm. Ai sẽ quan tâm một cái trên đất bò lổm ngổm con kiến hôi đâu? Hắn hiện ở nếu không có chuyện gì khác, vừa có thanh nhàn thời gian, liền tĩnh tọa tu luyện, chui luyện thân mình, cảm ngộ luân hồi nói. Thuận tiện đối khí thế tuyệt cảnh nghiên cứu mấy phần, bất quá cũng không có quá nhiều đầu mối, hay là tu luyện tốt hơn một chút. Có thể hắn rơi vào loại trạng thái này còn không bao lâu, liền bị đánh gãy. Ngọn núi kia trong rừng trúc, xuất hiện một đạo bóng đẹp, nàng người khoác đắt tiền váy trắng, chậm chậm tới, mái tóc dài tung bay, mi mắt tinh xảo, da thịt thi đấu tuyết, mắt như hoa đào, màu như thanh tuyền, là cái không thể có nhiều người đẹp. Mà nàng đi tới rừng trúc sau đó, liền bắt đầu thi triển lôi pháp, triệu hoán ra rất nhiều sấm sét lực đạo. Nàng đem những cái kia sấm sét tụ ở lòng bàn tay, mượn do năm ngón tay điều khiển, nhỏ dài sấm sét tu xuyên qua rậm rạp rừng trúc, không làm thương hại đến một chi một lá, an toàn trở lại, mới có thể coi là thành công. Cái này cô gái đồ trắng vung vẫy cánh tay ngọc, trong lòng bàn tay sấm sét nhanh chóng thoát ra, lấy tốc độ cực nhanh đi tới trước, bảy rẽ tám vặn, nhanh chóng vượt qua trong rừng kẽ hở, tạo thành một cái đường cong, qua lại trở về. Trong nhà gỗ Diệp thần thấy vậy, gật đầu một cái. Lấy hắn cửu động thiên thiên phú, có thể tùy tiện nhìn thấu cô gái đồ trắng kia lộ số. Cái này cô gái đồ trắng thực lực quả thật không tệ, nhưng này điều khiển thuật, cách hoàn mỹ còn kém một phần. Nhìn mấy lần, Diệp thần liền trở lại trên giường của mình. Nhưng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng trong trẻo lạnh lùng giọng. Đi ra. Diệp thần mở mắt ra, nhất thời sửng sốt một chút. Bổn thánh nữ kêu ngươi đi ra, không có nghe sao. Sấm sét điện quang bỗng nhiên tấn công tới, xuyên qua cửa sổ, trực kích ngồi trên giường Diệp thần. Diệp thần ngay tức thì kịp phản ứng, cơ hồ ngay lập tức tới giữa liền thoát đi nơi này, thân hình chớp mắt, san sát tại giữa không trung. Mà hắn chỗ ở vậy một nơi nhà gỗ, thì bị sấm sét nổ được nghiền, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Vì sao phải tránh ở chỗ này lén lén lút lút trộm xem? Cô gái đồ trắng kia ngẩng hai tròng mắt, lạnh lùng nhìn về Diệp thần. Diệp thần mới là cảm thấy không giải thích được. Cô gái này một lời không hợp liền phóng thích sấm sét. Nếu như đổi thành phản ứng chậm một chút người, sợ rằng lúc này đã bị nổ trọng thương. Như vậy có thể gặp, cô gái này ra tay không có chút nào nặng nhẹ, toàn bằng mừng, giận, buồn, vui. Ta ở bên trong cực kỳ nghỉ ngơi, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Diệp thần trong lòng cũng tới khí, nhất thời phản bác. Cô gái đồ trắng nghe vậy, thời gian đầu tiên ngược lại là ngây dại. Nàng quả thật không nghĩ tới, ở nơi này cửu lôi thần cung trong đó. Lại còn có người dám ngay trước mọi người phản bác nàng. Ngươi tự tìm cái chết. Cô gái đồ trắng nhất thời giận từ tim dậy, nàng ngón tay ngọc mở ra, năm ngón tay gian tự có sấm sét nhảy, rất nhanh liền ngưng tụ thành cối xay lớn thật thể lôi quang. Diệp thần thấy vậy, trong mắt không khỏi đông lại một cái. Cô gái đồ trắng là đang đối với hắn hạ tử thủ. Nhất niệm đến đây, hắn trong lòng cũng dâng lên một hồi sát ý. Mà đang ở cô gái đồ trắng sắp lúc động thủ, có một đạo lưu quang từ chân trời tránh tới, ngăn cản hai người đối chiến. Đều là người mình, không nên động thủ. Chạy tới chính là tên kia đệ tử tạp dịch, hắn sau khi rời đi,
phát hiện Diệp Thần chỗ ở đỉnh núi có lôi quang hiện lên, lập tức chạy về, khá tốt tránh khỏi một tràng hiểu lầm. Cái này cô gái đồ trắng là cửu lôi thần cung thánh nữ Dương Nguyệt Khê, làm người lãnh đạm thanh cao, làm nàng nghe nói Diệp Thần sắp theo tông phái trong đó kiệt xuất nhất 9 người, cùng đi tham gia Thái Lôi Thần Tông đại điển lúc đó, không khỏi được cười nhạt liền liền. Thật là cái gì con mèo, con chó cũng có thể ra sân. Nếu không phải dựa vào tầng quan hệ này, người có cái gì tư cách cùng chúng ta cùng? Dương Nguyệt Khê giễu cợt không thêm che giấu, giật tại bày tỏ. Bất quá nghe Diệp Thần bối cảnh sau đó, nàng vậy buông tha động thủ dự định. Đối phương nhưng mà Phi Lôi Thần Tôn tiến cử tới, mình nếu là đem đánh cho trọng thương, chắc hẳn Phi Lôi Thần Tôn sẽ đến cửa đòi giải thích, đến lúc đó lại tránh không khỏi một lần phiền toái. Dẫu sao Phi Lôi Thần Tôn thực lực không kém, cho dù là tông chủ, vậy không muốn tùy tiện đắc tội hắn. Nhất niệm đến đây, Dương Nguyệt Khê thu hồi vậy đạo lôi quang. Nếu ngươi muốn theo chúng ta cùng đi trước, vậy thì giúp lại đội ngũ sau cùng, không nên tùy tiện lên tiếng, miễn được thất lạc chúng ta cửu lôi thần cung mặt. Dương Nguyệt Khê không khách khí chút nào nói, trên cao nhìn xuống, giống như phát hiệu lệnh trưởng lão. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Diệp Thần cực kỳ không vui, hắn đi tới 9 lôi thần tông tạm thời cư trú, chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi, có thể không đại biểu hắn sẽ đối tông môn thánh nữ một mực cung kính. Cho dù là tông chủ chọc giận hắn, vậy sẽ đại náo một tràng, chẳng qua lúc này rời đi, trời đất bao la, ai có thể quản đạt được hắn. Dương Nguyệt Khê nụ cười trên mặt hơn nữa giễu cợt. Có bản lãnh điên cuồng la làm thô bạo, không có bản lãnh cuồng chính là gọi là ngu xuẩn. Ngươi nếu là có luân hồi chi chủ như vậy thiên phú cùng quyết đoán, cho dù nhường bổn thánh nữ làm trâu làm ngựa, bổn thánh nữ vậy tuyệt sẽ không nói nửa chữ không. Dương Nguyệt Khê chắc chắn vậy nói. Nghe đến lời này, Diệp Thần trong chốc lát ngây ngẩn. Dương Nguyệt Khê gặp hắn hình dáng, trong lòng vẻ khinh thường nồng hơn. Ta vì sao phải cầm ngươi cùng luân hồi chi chủ so sánh? Hắn nhưng mà ở giữa đất trời này kiệt xuất nhất thiên tài, tương lai nhất định phải thống ngự sáu nói, chấp trưởng chư thiên vạn giới. Đó mới là cõi đời này duy nhất có thể làm cho bổn thánh nữ khâm phục người. Dương Nguyệt Khê tiếp tục nói, mà Diệp Thần ánh mắt có chút cổ quái, không nhịn được hỏi một câu. Người gặp qua luân hồi chi chủ sao? Những lời này nhất thời nhường Dương Nguyệt Khê dừng lại, cơ hồ là hơi ngừng. Xem chưa có xem qua, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Vẫn là thật tốt lo lắng chính ngươi đi, đừng đến lúc đó ở trong đại hội bêu xấu, hao tổn đều là chúng ta cửu lôi thần cung mặt mũi. Nói xong những thứ này, Dương Nguyệt Khê liền xoay người rời đi. Diệp Thần hơi có chút sở khóc sở cười. Nơi đây và vực ngoại có chút không ăn khớp, không nhận biết mình. Nhưng nghe qua mình ngược lại cũng bình thường. Nếu như Dương Nguyệt Khê phát hiện chân tướng, sẽ là như thế nào một phó biểu tình? Diệp Thần đang suy nghĩ muốn ở lúc nào khôi phục mình thân phận chân thật, đến lúc đó vừa nặng xem xét nàng diễn cảm một phen. Ngày thứ hai, giao dịch không hàn cùng mấy tên quyền cao chức trọng trưởng lão ngồi lên phong ưng thú, phi hành đi đường, mà bọn họ bị chọn đi ra ngoài 10 tên đệ tử, chính là ngự lôi phi hành, chạy tới Thái Lôi Thần Tông. Diệp Thần vậy đi theo bọn họ cùng nhau ngự lôi phi hành, chỉ bất quá hắn thủ pháp hơi có vẻ lạnh nhạt, nơi ngưng tụ ra mây sấm, như ẩn như hiện, còn có chút không yên. Vì vậy vậy đưa tới mấy người tiếng cười. Ước chừng ngự lôi phi hành 4 tiếng, bọn họ rốt cuộc gặp được vậy một phiến thần quang lóng lánh lôi sơn. Hôm nay, Thái Lôi Thần Tông đem hộ tông đại trận mở ra một nửa, dòng nước chảy ở trong đó cuồn cuộn lôi lực, như mây tím như vậy bốc hơi lên ra. Đến gần nơi này tu sĩ, cho dù không thể tiến vào Thái Lôi Thần Tông, cũng có thể ngồi xếp bằng tu luyện, bắt cái này không có thể có nhiều cơ hội. Mà đây trong rừng núi mỗi cái thú sấm cũng biết là cơ duyên tới, rối rít tìm một chỗ tiến hành đột phá, trong chốc lát, vùng lân cận lại ra đời mấy đầu phẩm cấp không thấp thú sấm. Càng xa xa địa phương, giống vậy có lưu quang bay tới, là những tông phái khác người tới. Trừ ra 10 đại tông môn người ra. Lại là không hề thiếu mạnh mẽ tán tu vậy được mời, Diệp Thần sơ lược tính một tí, chỉ là tới tham gia cái này để mặc cứ mặc cho đại điển người, bảo thủ phỏng đoán vượt qua hơn ngàn. Hơn nữa những người này đều là tinh anh, có bất phàm thực lực. Tiến vào trong đó, Diệp Thần mới cảm nhận được Thái Lôi Thần Tông thân là Thiên Lôi Thần Sơn đệ nhất đại tông phái sang trọng cùng vĩ đại, trong đó tích chứa linh lực, xa không những địa phương khác có thể so với. Hơn nữa cung điện dãy nhà 10 phần vĩ đại xa xôi,
cùng núi kia nước thác nước hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, hợp thành một bức hát mực xa xưa ý cảnh cổ họa. Bất quá ở tông phái thương mái vòng trên, nhiều hơn chính là lôi đình vô tận, tản ra cuồn cuộn thần uy. Diệp thần đi theo giao dịch không hàn đám người đi tới chủ kia đỉnh cung điện, nơi này thi công được vô cùng là rộng rãi, mặt đất đều là do mỏ bên trong khai thác ra thần thạch chế thành. Một đạp lên, liền cảm nhận được liền mịn miên xa sấm sét lực lượng, từ lòng bàn chân truyền tới toàn thân, làm người ta tâm tình thoải mái, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái. Lúc này ở chủ kia đỉnh quảng trường bên trong, đã hội tụ không ít người, mỗi cái tông môn lãnh sự, ngồi ở chỗ cao, chuyện trò vui vẻ, mà bọn họ những thứ này đi theo đến đệ tử, chính là tìm tốt mình ngồi chỗ. Diệp thần đi tới một nơi xó xỉnh, yên ổn ngồi xuống. Trải qua chuyện lần trước sau đó, hắn không có tùy ý mở luân hồi lực lượng, mà là khắp nơi cưỡi ngựa ngắm hoa, đánh giá chỗ này tông môn. Vòng quanh nơi này đỉnh núi đi một vòng, Diệp thần cũng không có phát hiện bất kỳ có liên quan lôi bia dấu vết. Nhưng trong mơ hồ có loại trực giác nói cho hắn, lôi bia liền ở chỗ này. Hắn chịu đựng ở tính tình hồi đến đại điện quảng trường bên trong, mà lúc này, cứ mặc cho nghi thức đã bắt đầu. Theo Thái Lôi Thần Tông người trong giải thích, bọn họ dần dần biết liền chuyện lúc trước. Trên một đời tông chủ tiến vào Thiên Lôi Thần Sơn dãy núi chỗ sâu, chọn lựa sấm sét thần quả, cùng vậy thần thú bảo vệ kịch chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng lấy trọng thương giá phải trả đánh chết, vào tay thần quả, mà tự thân còn chưa tới kịp ăn vào, liền đi đời nhà ma. Một tên cường đại lôi tu, lúc này chết. Mà mới nhất cứ mặc cho tông chủ, chính là trước một đời lão con gái của tông chủ tử, đồng dạng là tu luyện lôi đạo thiên tài. Nhưng chỉ có rất ít người mới biết, lúc này mới nhậm chức tông chủ, trên thực tế bất quá là Huyền Minh nhị lão dưới tay con rối mà thôi. Thái Lôi Thần Tông Huyền Minh nhị lão, chính là chỉ ngồi ngay ngắn ở tông chủ hai bên hai người, một cái trong đó là tên tóc trắng nam tử, tóc bạch kim dâu bạc, ánh mắt hung ác thêm hung hiểm, vừa thấy liền không tốt trêu chọc. Một người khác chính là người phụ nữ, không nhìn ra số tuổi thật sự, nhưng mặt như hàn xương, không có chút nào cảm tình, giống như đóng băng pho tượng. Cái này hai người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa quyền cao chức trọng, dõi mắt toàn bộ Thiên Lôi Thần Sơn, đều cơ hồ không người dám chọc. Huyền Minh nhị lão ở giữa Huyền lão, đứng dậy, như lôi điện cuồng ngạo đôi mắt, chậm rãi quét qua đám người. Hôm nay chính là ta Thái Lôi Thần Tông mới tông chủ Diệp Thế Uy lên ngôi ngày. Cảm ơn các vị đại giá đến chơi. Hắn tiếng như sấm cuồn cuộn, chấn nhiếp bát phương, ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực. Những cái kia tông phái trưởng môn nhân hoặc là tán tu, đều rối rít đứng dậy chắp tay thi lễ. Huyền lão khách khí, đây là chúng ta phải làm. Đúng, hôm nay ta Phong Lôi Tông đặc biệt tới nơi đây, chúc mừng tông chủ lên ngôi, đồng thời dâng lên một ít chút tâm ý. Tiếp theo, những cái kia tông phái trưởng môn nhân liền đem mình mang đến cung phụng phẩm trình lên giao cho Huyền lão. Nói là mới tông chủ kế nhiệm đại điển, nhưng thủ tọa chỗ ngồi vẫn là trống không, liền bóng người cũng không thấy. Mọi người đều đang đợi. Rất nhanh, một tên người khoác tinh bào, đối với uy vũ nam tử, từ vậy sấm sét gắn đầy đại lộ cuối chậm rãi đi tới, hắn chính là Thái Lôi Thần Tông tông chủ Diệp Thế Uy. Bất quá lúc này Diệp Thế Uy, trên mặt cũng không nhiều ít nụ cười, mà là xem tôn tượng gỗ vậy cái xác biết đi. Ở rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú dưới, lễ đăng cơ nghi thức xong thành, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Cái này mới nhậm chức tông chủ bất quá là một con rối mà thôi. Chân chính nắm trong tay quyền to, là lấy Huyền Minh nhị lão cầm đầu Thái Thượng trưởng lão đoàn. Tiếp theo, chính là một trận chúc mừng đại hội. Huyền lão cùng Minh nữ hai người, ngoài mặt là lấy Diệp Thế Uy vi tôn, đi theo sau lưng hắn, và người uống rượu làm trò chuyện, trên thực tế là ở phòng ngừa hắn nói lời gì sai. Chúc mừng đại hội kết thúc lúc đó, Diệp thần liền thấy Diệp Thế Uy thần sắc nhất thời sụ xuống, đổi được lạnh như băng, không có chút nào cảm tình. Mà Huyền Minh nhị lão, cũng là nhường hắn một mình đi xuống. Dùng tiền nhậm tông chủ huyết mạch, hoàn thành cũ mới thay nhau sau đó, là được đem quyền lực nắm trong tay. Còn như Diệp Thế Uy, chết không chết cũng không việc gì khác biệt. Diệp thần suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như đổi thành mình, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp nhận. Phàm là có chút dã tâm cùng ý tưởng người, cũng sẽ không cam tâm chỉ trở thành mặc cho người định đoạt con cờ. Chúc mừng đại hội đến gần hồi cuối, trừ ra uống rượu làm vui ra, còn có võ đạo so tài, tâm đắc trao đổi. Dõi mắt nhìn lại,
một phiến náo nhiệt, Diệp Thần là số lượng không nhiều dị loại, hắn ngồi một mình ở xó xỉnh trong đó tỉ mỉ thưởng thức rượu, mà vậy Diệp Thế Uy cũng là như vậy, đổi lại cả người thường phục sau đó, Thái Lôi Thần Tông liền trở thành Huyền Minh nhị lão sân nhà. Vô luận là vô tình hay là cố ý, hắn đều đã bị người không để mắt đến. Bỗng nhiên, Diệp Thế Uy thấy cách đó không xa xó xỉnh, lại còn có người xem mình như vậy uống rượu một mình, lúc này tâm niệm vừa động, xách bầu rượu đi tới. Diệp Thần ngẩng đầu thấy người đến là Diệp Thế Uy, liền chắp tay, nói, Diệp Tông Chủ. Diệp Thế Uy nghe vậy, nhất thời ngẩn người. Không nghĩ tới lại còn có người nguyện ý gọi ta là Tông Chủ. Cần phải kêu ta con rối mới được. Diệp Thế Uy tự giễu vậy cười một tiếng, hiển nhiên hắn cũng biết mình bất quá là một con rối mà thôi, dùng thì bỏ. Diệp Thần cười một tiếng, không nói gì, tông khác chuyện, hắn có thể sẽ không dễ dàng nhúng tay. Vị này huynh đệ, người đến từ nơi nào? Người hẳn vừa mới bước vào lôi tu cảnh giới không lâu đi. Diệp Thế Uy tựa hồ đối với Diệp Thần tới chút hứng thú, quan sát hắn hai mắt sau đó, mở miệng hỏi nói. Diệp Thần không có chối, dẫu sao hắn ẩn núp mình thực lực, tiến vào nơi này chẳng muốn quá mức dụ cho người nhìn chăm chú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 365.